Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 1, Mãnh Hổ Quyền. Không chết à? Lâm Nhất mở mắt, nhìn lồng ngực bằng phẳng của mình, suy nghĩ đầu tiên chính là, hắn không chết. Hắn nhớ rõ bản thân mãi mới có được một hôm rảnh rỗi, leo lên núi Thái Sơn dạo chơi. Ai ngờ ngay khoảnh khắc đi đến đỉnh núi, một luồng kiếm quang đột ngột lao đến đâm thủng ngực hắn. Lâm Nhất chưa kịp phản ứng thì đã mất đi ý thức. Đau quá, hắn ôm lấy đầu, lộ vẻ đau đớn. Đau quá, đầu đau như muốn nứt ra, vô số ký ức như thủy triều nhấn chìm hắn. Đủ loại hình ảnh, tựa như một thước phim, lướt qua trong thoáng chốc. Không bao lâu sau, hắn đã hoàn toàn dung hợp được toàn bộ ký ức, Lâm Nhất có cảm giác như đã trôi qua 10 năm. Đến khi hắn mở mắt lần nữa, vẻ mặt đã thả lỏng hơn rất nhiều, trong mắt chỉ còn lại sự tĩnh lặng như hồ thu. Hóa ra, hắn không chết, mà đã xuyên không. Đi đến một thế giới có tên là Huyền Hoàng, chiếm hữu thân thể của một gã kiếm nô nhỏ bé ở biên cảnh nước Thiên Thủy. Có lẽ ở nơi sâu xa, có thứ gọi là thiên ý tồn tại, tên của gã kiếm nô này cũng là Lâm Nhất. Từ những ký ức vừa dung hợp, hắn biết được, bản thân hiện tại 15 tuổi. 3 năm trước, hắn gia nhập Thanh Vân Môn, do tư chất quá kém, nên không thể trở thành đệ tử của Thanh Vân. Lâm Nhất chỉ có thể làm những việc lặt vặt tại phòng tẩy kiếm trong tông, trở thành một kiếm nô, phụ trách bảo dưỡng bội kiếm cho các đệ tử và trưởng lão. Cũng may, Thanh Vân Môn không phải môn phái chuyên về kiếm, nên công việc của hắn cũng không tính là bận rộn, mỗi ngày đều có một ít thời gian rảnh rỗi để tu luyện. Thế giới Huyền Hoàng lấy thực lực làm chủ đạo. Sinh ra làm kiếm nô, có được cơ hội tu luyện đã là chuyện không mấy dễ dàng. Thanh Vân Tông có quy củ, hễ là tạp dịch, chỉ cần tu luyện đến tiểu thành là sẽ có thể trở thành đệ tử chính thức. Chính quy củ này đã khích lệ Lâm Nhất suốt thời gian qua, khiến hắn bằng lòng làm nô, không rời khỏi Thanh Vân Tông. Đáng tiếc, cái người tên Lâm Nhất này có thừa nghị lực, nhưng lại không đủ ngộ tính. Tu luyện 3 năm cùng lắm chỉ đến võ đạo tầng 2, mãi vẫn không tiến lên được tầng 3. Trong khi, tiêu chuẩn để trở thành đệ tử ngoại môn phải đạt đến võ đạo tầng 3, chỉ một bước ngắn này đã ngăn cách Lâm Nhất trước cánh cửa bước vào ngoại môn. Lâm Nhất thầm suy tính, thân là kiếm nô, thời gian tu luyện cùng tài nguyên hạn hẹp, thế nhưng suốt 3 năm vẫn không cách nào đột phá đến võ đạo tầng 3, xem ra, ngộ tính của chủ nhân thân thể này có hơi tầm thường. Nếu đã có cơ hội sống lại, vậy thì phải sống cho tốt. Ở thế giới này, cái tên Lâm Nhất cũng có thể vang danh bốn bể. Nói ra cũng kỳ quái, đối với chuyện xuyên không, Lâm Nhất có khả năng thích ứng cực nhanh, chỉ trong chốc lát, đã đặt ra mục tiêu cho mình. Có lẽ, phần lớn là bởi vì công việc ở kiếp trước đã tôi luyện một Lâm Nhất luôn giữ được sự bình tĩnh dù rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào. Kiếp trước, hắn là một luật sư thiên tài, nắm rõ luật pháp, chỉ cần gặp qua là không bao giờ quên. Nổi danh bởi sự tỉnh táo, trầm ổn. Từ khi bước vào nghề cho đến nay, chưa từng thua kiện. Trước mắt, cứ thử một phen, xem rốt cuộc tư chất của thân thể này là gì. Lẩm bẩm tự nói, sau đó, Lâm Nhất đẩy cửa, bước ra khỏi nhà gỗ, đi đến khu đất trống trước nhà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bày ra tư thế mãnh hổ quyền, Lâm Nhất bước chân theo bộ pháp, lần lượt đánh ra từng quyền. Nghe cái tên mãnh hổ quyền, có thể biết được đây là một bộ quyền pháp phổ thông. Trên thực tế, tại Thanh Vân Môn, công pháp cơ sở tốt hơn mãnh hổ quyền nhiều vô số kể. Có điều, thân là kiếm nô, hắn chỉ có thể lấy được bộ công pháp này, không phải đệ tử chính thức của Thanh Vân Môn, thì không cách nào có được những tài nguyên của môn phái. Nói gì đến công pháp cơ sở? 10 tầng võ đạo, 3 tầng đầu luyện gân cốt, luyện kinh mạch, 3 tầng giữa luyện huyết nhục, luyện ngũ tạng. 3 tầng cuối đả thông kinh mạch, hóa cốt, hoán tủy, bước vào tầng 10 đỉnh phong. Quyền pháp cơ sở vốn dùng để mài giũa thân thể, cải tạo kinh mạch, cốt cách, huyết nhục, đặt nền móng cho con đường tu luyện dài đằng đẵng sau này. Vù vù. Quyền phong mạnh mẽ thổi bay lá rụng trên sân, Lâm Nhất cảm thấy toàn thân khoan khoái, dễ chịu, đắm chìm trong một thứ cảm giác kỳ diệu. Kỳ lạ, sao hôm nay, hắn lại đánh bộ mãnh hổ quyền này trôi chảy như vậy? Trong trí nhớ, lúc đánh bộ quyền này, Lâm Nhất luôn cảm thấy u mê, khó hiểu, chỉ biết bắt chước theo. Có hình dạng, nhưng lại không có nội hàm. Thế nhưng, hôm nay, khi đánh bộ quyền này, hắn lại cảm thấy đầu óc minh mẫn, mọi thứ đều rõ ràng, tâm sáng như gương. Mỗi khi đánh ra một quyền đều có một luồng nhiệt chảy trong người, hắn lập tức hiểu ra điểm mấu chốt của quyền này. Mãnh hổ quyền có tổng cộng 18 thức,
15 thức đầu chỉ có thể sử dụng để dưỡng sinh luyện thể. 3 thức sau có thể dùng trong chiến đấu, cần phải có ngộ tính cao mới luyện tập được. Theo thứ tự là, hổ khiếu sơn lâm, mãnh hổ hạ sơn, bách thú triều bái. Tinh hoa của mãnh hổ quyền nằm trong 3 chiêu này, tuy nhiên, lúc trước, Lâm Nhất vẫn chưa luyện thành. Hắn còn chưa rõ ràng 15 thức đầu, sao có thể để tâm đến 3 thức cuối cùng được chứ? Chương 2, Tô Hàm Nguyệt. Trong lúc suy nghĩ, hắn đã đánh xong 15 thức đầu, một luồng nhiệt chảy tràn khắp tứ chi bách hải. Ánh mắt Lâm Nhất trở nên sâu thẳm, tâm pháp mãnh hổ quyền hiện lên trong đầu, mượn cảm giác này, hắn khống chế luồng nhiệt đang chảy tán loạn trong cơ thể, đánh ra thức thứ 16 của mãnh hổ quyền, hổ khiếu sơn lâm. Rào. Đánh ra một quyền, nhiệt khí trong cơ thể sôi trào, đổ dồn về tay phải, cứ như có bóng dáng của một đầu mãnh hổ xuất hiện sau lưng Lâm Nhất, đang gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, xương cốt toàn thân ầm ầm phát nổ, âm thanh liên miên kéo dài hàng trăm tiếng, như đang giống giận, lại tựa như hổ gầm. Cuồng phong thổi tán loạn, cuốn những chiếc lá khô từ mặt đất lên không trung, xé nát thành mảnh vụn, rụng rơi lả tả. Luồng nhiệt khí trong cơ thể vẫn không ngừng chuyển động, toàn thân ấm áp, có cảm giác vô cùng dễ chịu. Đây là nội kình, xương cốt bạo nổ sản sinh nội kình, cũng là tiêu chí để đột phá tầng 2, ta đã đạt đến võ đạo tầng 3. Lâm Nhất thu quyền điều tức, khuôn mặt hắn thoáng hiện sự vui mừng, không ngờ chỉ mới một lần đã luyện thành hổ khiếu sơn lâm, hơn thế nữa, hắn đã đạt đến võ đạo tầng 3. Lâm Nhất thầm cảm thấy kỳ quái, sao ngộ tính của hắn bỗng chốc trở nên cao như vậy. Luyện một bài quyền đã đạt đến võ đạo tầng 3, đúng là khó lý giải, dù sao thì cái người tên Lâm Nhất này cũng đã bị vây ở tầng 2 hơn một năm rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể giải thích là vì linh hồn dung hợp. Kiếp trước hắn vốn là một luật sư thiên tài, hễ gặp là không quên, học thuộc lầu lầu, tuyệt đối không phải hư danh. Vốn có ưu thế này, lại dung hợp thêm linh hồn của một Lâm Nhất khác, ngộ tính tăng lên một tầng, nói vậy cũng khá hợp lý. Xem ra, ở thế giới này, trí thông minh mới là sở trường của ta. Đạt đến võ đạo tầng 3, ta đã đủ tư cách trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Môn, từ nay về sau không cần phải làm kiếp kiếm nô nữa rồi. Lâm Nhất thì thầm tự nói, bất giác. Hắn nhớ đến một chuyện. Ngay lập tức, vẻ mặt hắn thay đổi, vội vã quay vào nhà gỗ, tìm kiếm bốn phía. Ở một góc khuất trong nhà gỗ u tối, Lâm Nhất nhìn thấy một thanh bảo kiếm ngâm trong hồ băng. Chính là nó. Hắn không chút do dự rút bảo kiếm ra, tay phải lập tức bị đông cứng, trở nên tái nhợt. Hồ băng phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của Lâm Nhất, giữa mi tâm hắn có một ký hiệu hình thoi màu tím. Nhìn thấy ký hiệu này, sắc mặt Lâm Nhất trở nên kỳ quái. Một ngày làm nô, cả đời khắc ấn. Bất chấp tất cả, Lâm Nhất cầm lấy bảo kiếm, rời khỏi nhà gỗ, chạy đến phòng tẩy kiếm. Đương nhiên, thanh bảo kiếm này không phải của hắn, mà là của một đệ tử nội môn giao cho hắn bảo dưỡng, bất kể là loại kiếm gì, sau một thời gian dài sử dụng, cũng cần được bảo dưỡng. Mục đích để kéo dài thời gian sử dụng, càng là bảo kiếm thì càng phải chăm sóc đặc biệt. Mấy năm nay, thân là kiếm nô, hắn có thể có được một nơi ở riêng biệt ở Thanh Vân Môn. Hoàn toàn dựa vào khả năng bảo dưỡng kiếm cao siêu của mình. Không còn kịp nữa rồi, vốn nên đưa qua một canh giờ trước, ai ngờ ta mải mê luyện quyền, làm chậm trễ thời gian. Lâm Nhất thầm lo lắng, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, ở một môn phái chú trọng tầng lớp như Thanh Vân Môn, làm chậm trễ việc của những nhân vật lớn kia hậu quả khôn lường. Nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tô sư tỷ, hắn đến rồi. Trước phòng tẩy kiếm ở góc núi. Có ba người đang đứng tụ lại, sau khi nhìn thấy Lâm Nhất chạy đến, một gã có dáng người gầy gò liền mở miệng nói. Đứng đối diện với hắn ta là một nam một nữ, diện mạo bất phàm, phong thái chắc tuyệt. So về khí chất, hoàn toàn tương phản với người vừa lên tiếng. Nhất là nữ tử kia, nàng ta mặc một chiếc áo lam phối với váy dài, dáng người yểu điệu, khí chất xuất trần, dung mạo phi thường, khiến người ta sinh lòng hổ thẹn, không dám nhìn thẳng. Lâm Nhất nhìn xuyên qua đám người. Khi thấy nữ tử kia, không hiểu sao hắn lại có ấn tượng rất tốt. Lâm Nhất đã dung hợp ký ức của chủ nhân thân thể này, thế nên việc này cũng không có gì là kỳ lạ, bởi lẽ, nữ tử kia là Tô Hàm Nguyệt, đệ tử nội môn của Thanh Vân Môn, và cũng là người mà chủ nhân thân thể này thầm yêu mến bấy lâu. Tên kiếm nô kia, sao bây giờ ngươi mới đến, Tô sư tỷ đã chờ ngươi được một lúc rồi đấy, thấy Lâm Nhất đến gần, nam tử có dáng người gầy gò lập tức mở miệng mắng. Tô Hàm Nguyệt không tỏ thái độ. Thản nhiên nói, lấy kiếm ra đây. Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm,
May mà đối phương không làm khó dễ, hắn tiến lên, lấy bảo kiếm từ trong ngực ra, đưa tới. Tô Hàm Nguyệt lấy ra một tấm khăn, lau sạch bảo kiếm từ đầu đến đuôi. Động tác này khiến Lâm Nhất khẽ nhíu mày, một chút ấn tượng tốt xuất phát từ chủ nhân thân thể này thoáng chốc không còn lại chút gì. Boang! Thân kiếm vừa được rút ra một nửa, một luồng khí lạnh phả ra, Tô Hàm Nguyệt lập tức tra kiếm vào vỏ, động tác nhanh đến mức khiến người xung quanh chỉ thấy được một tia sáng lạnh. Không tệ, Tô Hàm Nguyệt hài lòng thu hồi bảo kiếm, sau đó ném ra một cái bình ngọc, cái bình bay một đường vòng cung, sau đó rơi xuống chân Lâm Nhất. Có ý gì hả? Xem hắn là tên ăn mày sao? Lâm Nhất thầm tức giận. Nam tử tuấn tú bên cạnh mỉm cười, nói Tô sư muội quả thực có lòng tốt, tên kiếm nô này đã đến trễ, vậy mà muội vẫn ban thưởng cho hắn. Còn không mau nhặt lên, tạ ơn sư tỷ. Nhìn thấy Lâm Nhất không nhúc nhích, nam tử tuấn tú nhíu mày, lạnh giọng nói. Nếu là lúc trước, không đợi hắn ta nhiều lời, Lâm Nhất sẽ lập tức nhặt lên. Nhưng hiện tại, rốt cuộc, nhặt hay là không? Chương 3, thưởng. Lâm Nhất do dự, Tô Hàm Nguyệt lại không hề để ý, tay cầm bảo kiếm quay người rời đi. Nam đệ tử dung mạo tuấn tú, khí chất phi phàm đó chừng mắt nhìn Lâm Nhất rồi vội vàng xoay người đuổi theo. Chết tiệt, tên tiểu tử Lâm Nhất đó vận khí tốt thật, lại nhận được Tô sư tỷ ban thưởng. Trong bình ngọc ít nhất chắc cũng phải có 3 viên dưỡng thân đan ấy, thích thật. Hơn 2 năm nay, không biết Tô sư tỷ đã ban bao nhiêu đan dược cho tên tiểu tử đó rồi, đổi lại là ta thì sớm đã đột phá võ đạo tầng 3 rồi, đưa cho tên đó đúng là lãng phí. Ha ha, cho nên có vài chuyện cũng không cần ngưỡng mộ, tên tiểu tử này được ban thưởng nhiều như vậy mà vẫn không thể đột phá võ đạo tầng 3, chắc buồn bực đến thổ huyết rồi. Không sai, một ngày làm nô cả đời làm nô. Cả đời này của hắn chỉ có thể làm kiếm nô thôi. Mấy người tạp dịch làm việc trước cửa đại viện phòng tẩy kiếm chứng kiến chuyện này, có kẻ thèm muốn nên bắt đầu mỉa mai khiêu khích. Bọn họ là tạp dịch, được ở lại Thanh Vân Môn 2 năm, trong 2 năm này nếu như không đột phá được võ đạo tầng 3 thì sẽ phải cuốn gói rời khỏi Thanh Vân, muốn tiếp tục ở lại thì phải giống như Lâm Nhất, bán thân làm nô bộc. Nhưng người chấp nhất như Lâm Nhất trên thế gian này đã ít lại càng ít. Không phải ai cũng tình nguyện từ bỏ tự do. Cam tâm làm nô bộc, đánh đổi tiền đồ phía trước. Đám tạp dịch này từ trước đến nay luôn cho rằng mình cao hơn một bậc so với Lâm Nhất, có cảm giác ưu việt cực mạnh, nên nói năng lúc nào cũng không thiếu sự mỉa mai châm chọc. Làm người ở cả hai thế giới, Lâm Nhất khá thoải mái với những việc này, cũng chẳng so đo nhiều, chỉ có chút đăm chiêu nhìn bình ngọc dưới chân. Cái tay này, hôm nay đổi tính đổi nết rồi à? Tô sư tỷ ban thưởng cho ngươi, ngươi lại không lấy, ngươi không lấy ta lấy nhé. Nam tử gầy yếu đứng bên cạnh Lâm Nhất cười nói rồi khom lưng cúi xuống nhặt bình ngọc lên. Đúng lúc đang gần chạm vào bình thuốc thì một bàn chân mang theo tiếng gió đá lên cánh tay của gã, sau đó bàn chân đó đá về trước một chút, chạm vào bình ngọc. Phốc! Bình ngọc bắn lên cao, Lâm Nhất hạ chân xuống duỗi tay ra tóm lấy rồi nắm chặt trong tay. Trọn bộ hành động đều lưu loát như nước chảy mây bay, không chút ngắt quãng. Nam tử gầy yếu đó suýt chút nữa là té ngã. Sau khi đứng vững lại thì giận tím mặt, chỉ vào Lâm Nhất nói, tên khốn nhà ngươi lại dám chơi ta, có phải chán sống rồi không? Người này tên là Chu Bình, là một đệ tử ngoại môn, có năng lực võ đạo tầng 4, tư chất không cao, nhưng phụ thân lại là trưởng lão ngoại môn, nên được phân tới đây quản lý phòng tẩy kiếm. Mặc dù phòng tẩy kiếm yên tĩnh, không bằng được những nơi như phòng đan dược, tông vụ đường, linh bảo điện. Nhưng được cái lại không có ai tranh giành, tất cả những lợi ích đều có thể độc chiếm. Ngày thường, tên này không ít lần bắt nạt Lâm Nhất, những thứ mà Tô Hàm Nguyệt ban thưởng thường bị người này ngang nhiên cướp đi hơn phân nửa. Bỏ đi, không chấp một tên kiếm nô như ngươi, mất mặt tiểu ra đây. Quy tắc cũ, trong bình ngọc có 3 viên dưỡng thân đan, đưa 2 viên đây, hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi. Chu Bình buông tay xuống, phủi phủi bụi bặm rồi thản nhiên nói. Vì là đan dược do Tô Hàm Nguyệt ban thưởng nên gã ta cũng không dám quá đáng cướp hết toàn bộ. Nhưng vơ vét hơn phân nửa là điều bắt buộc. Lâm Nhất trước kia trong lòng bất mãn, nhưng vì tình thế nên đành ép giả cầu toàn. Nhưng trước khác nay khác, Lâm Nhất của bây giờ đã không còn là Lâm Nhất ngày xưa nữa, huống chi đã đột phá võ đạo tầng 3 rồi, căn bản không sợ người này. Liếc nhìn bình ngọc trong lòng bàn tay, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên một tia thần sắc phức tạp, nhét bình ngọc vào trong ngực áo, quay người đi về phía phòng tẩy kiếm. Đứng lại cho ta. Thấy Lâm Nhất không thèm để ý đến mình mà quay người rời đi, Chu Bình lập tức nổi cơn điên. Trước mặt nhiều tạp dịch như vậy,
Tên này lại dám không nể mặt gã, vậy sau này gã ta làm sao có thể khiến mọi người phục được, nhưng Lâm Nhất vẫn không dừng bước, vẫn tiếp tục đi về phía phòng tẩy kiếm. Muốn chết! Chu Bình đạp không bay lên, song trường triển khai, giống như một con diều hâu phẫn nộ, bổ nhào về phía Lâm Nhất, xương cốt trong cơ thể run lên, dẫn đến luồng hơi tán loạn, hóa thành tiếng giống cuồng phong giận dữ. Máu huyết trong cơ thể lưu động, sôi trào ầm ầm, giống như tiếng sấm trầm đục, khí thế trên người cơ hồ tăng vọt. Nội khí trong máu chuyển động theo ý, khí huyết như sấm, chứng tỏ gã ta đã đạt đến võ đạo tầng 4 đỉnh phong. Chương 4, đột phá rồi. Giống như diều hâu bay lên, công pháp sử dụng cũng là ưng trưởng công cao siêu hơn rất nhiều so với mãnh hổ quyền, càng luyện lên tầng cao thì có thể hóa trưởng thành móng vuốt, có thể xẻ một mãnh hổ còn sống sờ sờ làm đôi. Ha ha, tên tiểu tử này gặp đen đủi rồi, hôm nay không biết đã uống nhầm thuốc gì mà lại dám đắc tội với Chu Sư Huynh. Chu Sư Huynh đã đạt đến cảnh giới võ đạo tầng 4, lực một trường có thể đạt tới ngàn cân. Ưng trưởng công lại tu luyện tới tiểu thành rồi, một trường này đánh xuống, Lâm Nhất ít nhất cũng phải nằm mất nửa tháng. Phỏng chừng là lại nổi cơn điên rồi, năm ngoái cũng từng có một lần như vậy, bị dạy dỗ một trận, nằm mất 3 tháng, lập tức trở nên ngoan ngoãn ngay. Đám tạp dịch thấy cảnh hay đáng xem, lũ lượt dừng việc đang làm, tỏ ra khoái chí, vẻ mặt đầy mong đợi kéo tới xem. Cùng với tiếng gió, Lâm Nhất lập tức cảm nhận được tâm pháp của mãnh hổ quyền xuất hiện trong đầu, quay người đánh ra một quyền. Mơ hồ tựa như có một hư ảnh đầu hổ xuất hiện sau lưng Lâm Nhất, giống lên giận dữ. Quay người, xuất quyền, động tác lưu loát, không hề có trở ngại nào. Nhưng lúc Lâm Nhất tận mắt nhìn thấy Chu Bình thì một cỗ khí thế lao tới. Đối phương giống như một con diều hâu đang nhìn xuống hắn, đôi mắt sắc bén đến ghê người. Lâm Nhất vốn chuẩn bị bạo cốt, gia tăng khí thế cho mình thì lại đột nhiên ngẩn ra, bạo cốt thất bại, khí thế yếu đi một nửa ngay tại chỗ, không thành công phát ra uy lực của mãnh hổ quyền. Song trường va vào nhau phát ra một tiếng nổ rền vang, Lâm Nhất lùi về sau 3 bước, khí huyết trong người bốc lên, khó khăn lắm mới áp chế lại được. Có chuyện gì vậy, Lâm Nhất lại có thể ngăn được trường này ư? Rất nhiều tạp dịch kinh ngạc không thôi, cảnh tượng Lâm Nhất bị một trường đánh bại trong tưởng tượng của họ đã không xảy ra, mà chỉ lùi về sau 3 bước. Ánh mắt của Chu Bình hiện lên một tia kinh ngạc, trầm giọng nói, tên tiểu tử này, chẳng trách ngươi lại không sợ hãi, hóa ra gần đây có tiến bộ. Lâm Nhất âm thầm phân tích, một trường vừa nãy bản thân hắn hoàn toàn có cơ hội tiếp được. Chỉ là hắn vừa mới bước vào võ đạo tầng 3, còn chưa chính thức tu luyện nội kình, cũng không có bất cứ kinh nghiệm chiến đấu nào. Thế nên lúc lâm trận đã xuất hiện một vài tình huống lúng túng. Mặc dù lùi 3 bước, nhưng lòng tin của Lâm Nhất lại được tăng thêm sau khi tiếp một chiêu này. Tên Chu Bình này chẳng qua cũng chỉ có vậy, không đến mức quá lợi hại. Có điều, nếu ngươi cho rằng có chút bản lĩnh này là có thể ngông nghênh trước mặt ta, thì e là suy nghĩ của người quá ngây thơ rồi. Chu Bình gầm lên rồi lại lần nữa xông về phía Lâm Nhất, song trưởng mở ra, giống như diều hâu dương cánh, làm dấy lên vô số cuồng phong. Khí thế cuồn cuộn, từng bước áp sát, ép Lâm Nhất lùi về sau từng bước. Mặc dù Lâm Nhất đang lùi lại, nhưng lùi có chương có pháp, không hề tán loạn, giao thủ từng chiêu từng thức càng khiến hắn cảm nhận được tên Chu Bình chỉ có vậy mà thôi. Thậm chí giữa các chiêu thức còn có không ít sơ hở, một người bộc lộ càng nhiều thì sơ hở càng nhiều, có lẽ chính là đạo lý này. Tình huống xảy ra nằm ngoài dự đoán của Chu Bình, ngoài mấy trường ban đầu đánh cho Lâm Nhất không có sức chống đỡ ra thì càng đánh về sau. Lâm Nhất lại càng tỏ ra ung dung, không chỉ có thể hoàn thành việc chống đỡ, mà còn có thể phát động một số chiêu phản đòn. Sao lại thế này, thực lực của tên Lâm Nhất này sao có thể nháy mắt trở nên mạnh lên nhiều như vậy được? Cảm tưởng như đang lấy ta để luyện tập vậy, không ổn, ta phải tốc chiến tốc thắng. Chu Bình trong lòng thất kinh, có chút sốt ruột, nếu như không đánh bại được Lâm Nhất thì sau này gã ta không thể tiếp tục ở lại phòng tẩy kiếm nữa rồi. Cơ hội tốt. Phát hiện ra khoảnh khắc Chu Bình phân tâm, ánh mắt Lâm Nhất ngưng lại, cơ thể đột nhiên vang lên âm thanh bạo cốt, giống như tiếng gào thét nơi thâm sơn. Ngay sau đó, bạo cốt không ngừng, liên tiếp vang lên hàng trăm lần, thi triển ra sát chiêu hổ khiếu sơn lâm trong mãnh hổ quyền. Bạo cốt hàng trăm lần, tên này đột phá rồi. Chu Bình cực kỳ sợ hãi, hoàn toàn không ngờ được một tay kiếm nô vẫn luôn bị coi thường lại tiến vào võ đạo tầng 3, gã ta nhất thời chết sững cả người. Lâm Nhất cũng mặc kệ, đánh ra một quyền, bạo cốt trăm tiếng, giống như hổ gầm, chấn động sơn lâm. Quyền này thế như trẻ tre, nhân lúc Chu Bình đang ngây người, một mãnh hổ chụp lên ngực gã.
Chỉ nghe thấy ầm một tiếng cực lớn, Chu Bình bay ngược lên không trung rồi mới ngã vật xuống đất, xương sườn trước ngực gãy mất vài cái, đau đớn không thôi. Đám tạp dịch trợn mắt há mồm, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Võ đạo tầng 3, Lâm Nhất, hắn đã đạt tới võ đạo tầng 3 rồi. Chương 5, đạt đến cảnh giới tiên thiên mới là chính thức bắt đầu. Chu Bình nằm trên mặt đất, ánh mắt tỏ ra vẻ không thể tin nổi, lẩm bẩm nói, tên kiếm nô nhà ngươi, tư chất ngu dốt, sao có thể đạt được đến cảnh giới võ đạo tầng 3. Những tạp dịch của phòng tẩy kiếm đang mỗi người một việc còn ngạc nhiên hơn Chu Bình nhiều, không thể chấp nhận được kết quả này. Võ đạo tầng 3, có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Môn rồi, địa vị của tên kiếm nô này nháy mắt đã cao hơn bọn họ rất nhiều. Lâm Nhất nhìn Chu Bình, không nói gì cả mà quay người đi về phía phòng tẩy kiếm. Chu Bình định đuổi theo, nhưng thấy Lâm Nhất đã đi vào trong phòng tẩy kiếm nên có chút ảo não lựa chọn từ bỏ, căm phẫn đánh xuống mặt đất một chưởng. Căn gác lừng tồn tại độc lập trong phòng tẩy kiếm đó là một nơi cấm kỵ. Đệ tử ngoại môn và tạp dịch đều không được phép vào trong, bên trong phụ trách tẩy trần và bảo dưỡng bội kiếm của đệ tử nội môn, đều là những huyền khí tinh phẩm, thậm chí là huyền khí thượng phẩm. Những phương pháp bảo dưỡng trong đó, đám tạp dịch bình thường này căn bản không hiểu, làm bừa làm bãi ngược lại còn gây hư hại bội kiếm. Người duy nhất có thể vào trong này chỉ có một mình Lâm Nhất, cho dù là Chu Bình cũng không dám vào. Chu Sư Huynh, Huynh không sao chứ? Chu Sư Huynh, tên kiếm nô Lâm Nhất này sắp trở mình rồi, sau này e là sẽ càng bay cao, không ai ngăn cản hắn được. Xong đời rồi, bình thường chúng ta vẫn luôn chế nhạo hắn, sau này sợ là sẽ gặp phiền toái. Bớt nói lại cho ta, hắn chẳng qua chỉ dựa vào đan dược do Tô Sư Tỷ ban thưởng nên mới may mắn đạt tới võ đạo tầng 3 mà thôi, muốn trở thành đệ tử ngoại môn không dễ dàng vậy đâu. Bị Lâm Nhất một trường đánh bay, trong lòng Chu Bình cực kỳ không phục, gã ta cho rằng bản thân chẳng qua chỉ là sơ ý mà thôi. Hiện nay Lâm Nhất đã khiến gã mất sạch thể diện ở phòng tẩy kiếm rồi, nếu không đòi lại món nợ này thì sau này còn ai ở phòng tẩy kiếm để phục gã ta nữa. Quét mắt lạnh lùng nhìn về phía phòng tẩy kiếm một cái, Chu Bình nhanh chóng quay người bỏ đi. Lâm Nhất quá dữ, cha của Chu Bình chính là trưởng lão ngoại môn, đại ca của gã cũng là cao thủ trong số đệ tử ngoại môn, sau này có khi phải nếm mùi đau khổ rồi. Tính khí tên kiếm nô này, bình thường bị chèn ép dữ quá, có chút thực lực cái là không biết trời cao đất dày, lại dám đánh cả Chu Sư Huynh. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Chu Sư Huynh vừa nãy cũng đủ chật vật, thường ngày lúc nào cũng chèn ép chúng ta, vừa nãy coi như Lâm Nhất đã giúp chúng ta chút giận rồi. Hơn trăm tạp dịch sau một hồi bàn tán thì bắt đầu quay lại công việc bảo dưỡng bội kiếm của mình. Trong phòng tẩy kiếm, khoảnh khắc Lâm Nhất đẩy cửa bước vào đã cảm nhận được một cỗ khí lạnh phả thẳng vào mặt. Nơi khí lạnh xuất phát chính là từ miệng một cái hồ nước lạnh ngay giữa trung tâm đại sảnh. Trên mặt hồ nước, khí lạnh dày đặc, băng trôi lãng đáng, dùng để đặt mười mấy thanh bảo kiếm. Trong ký ức của chủ nhân thân thể này, Lâm Nhất biết, hồ nước lạnh này có chút thần bí. Băng trôi trong bể nước này còn lạnh hơn cả nước băng ngàn năm của hồ Tinh Nguyệt ở nước Thiên Thủy, trong tông môn có rất ít người biết được những bí ẩn trong đó. Phía bên kia của hồ nước băng hàn, một vị lão già đang mài kiếm, vang lên từng tiếng ken két. Bên cạnh đá mài kiếm là 10 loại linh dịch màu sắc khác nhau, thủ pháp của lão già thành thạo, thỉnh thoảng lại lấy ra các loại linh dịch, hoặc là trộn với nhau, hoặc là nhỏ riêng lên đá mài kiếm. Lâm Nhất không lên tiếng, âm thầm quan sát lão già mài kiếm, đợi đối phương làm xong, lúc nhẹ nhàng lau thân kiếm. Thì mới cung kính chắp tay nói, Hồng lão, tiểu tử Lâm Nhất đã đạt đến võ đạo tầng 3. Không bao lâu nữa sẽ rời khỏi phòng tẩy kiếm. Lão già trước mắt mới là người lãnh đạo chân chính trong phòng tẩy kiếm, chỉ là không thích nhúng tay vào quản lý nên kẻ tầm thường như Chu Bình mới có cơ hội. Kỹ năng dưỡng kiếm cao minh của Lâm Nhất đều là học từ lão già này, cũng nhờ Hồng lão thì hắn mới có tư cách vào trong tẩy kiếm các, mới có năng lực một mình bảo dưỡng bội kiếm cho một số đệ tử nội môn. Hồng lão thoáng ngạc nhiên, rồi cười nhẹ, thở dài nói, cũng không có gì bất ngờ, mặc dù căn cốt ngươi kém. Nhưng đã dùng bao nhiêu đan dược do Tô Hàm Nguyệt ban tặng, đột phá cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, con đường võ đạo này, đạt đến cảnh giới tiên thiên thì mới được coi là chính thức bắt đầu. Với căn cốt này của ngươi e là con đường quá đỗi gian khó, rốt cuộc vẫn là một con đường cụt. Ngươi có duyên với kiếm, cũng thông linh với huyền khí. Nếu như ở bên ngoài, lão già này vẫn có thể giúp được ngươi. Con đường của mỗi huyền sư khi đạt đến đỉnh cao thì cũng có thể khiến cường giả tuyệt thế phải tranh nhau xu nịnh. Chương 6, nếu có kiếp sau, chớ làm kẻ si tình.
Có rất nhiều thứ Hồng Lão nói mà Lâm Nhất vẫn chưa hiểu, huyền sư là gì? Tại sao cảnh giới tiên thiên mới là chính thức bắt đầu bước trên con đường võ đạo? Có điều, Lâm Nhất vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm và lo lắng trong lời nói. Câu đầu tiên, ngay đến Hồng Lão cũng nói như vậy, xem ra Lâm Nhất quả thực đã nhận được rất nhiều lợi ích từ Tô Hàm Nguyệt. Cảm ơn Hồng Lão đã quan tâm, Lâm Nhất đã quyết định con đường của mình rồi, bất luận con đường võ đạo có bao nhiêu gian nan, ta nhất định sẽ tiếp tục đi. Sống một đời người, không cầu tiếng tăm hiển hách, chỉ cầu không thẹn với lòng là có thể tiêu dao tự tại. Lâm Nhất làm người ở hai thế giới, chết đi sống lại, có rất nhiều vấn đề đã nhìn vô cùng thấu đáo rồi. Hồng Lão nghe vậy thì ngẩn ra rồi chợt cười nói, không thẹn với lòng, là có thể tiêu dao tự tại sao? Ý tứ trong lời nói không rõ ràng, nhưng Hồng Lão cũng không nói gì thêm. Từ kiếm nô đến võ đạo tầng 3 cũng coi như là một bước lên trời, chuyện vui đáng chúc mừng, người còn nhớ đến lão già này cũng coi như hiếm có, những cái khác không thể tặng ngươi, bức tranh này đã bầu bạn bên ta nhiều năm, ngươi cứ giữ lấy. Nói xong, Hồng Lão đưa cho Lâm Nhất một cuộn tranh. Lâm Nhất ngẩn ra, hắn biết bức họa đó là vật yêu thích của Hồng Lão, thường thường đem ra ngắm tới mất hồn. Hồng Lão có ơn với mình, sao có thể lấy đi vật yêu thích của ông ta được, hắn vội vàng từ chối. Năm đó vì bức tranh này mà ta biến thành một người tàn phế, cũng chưa hiểu được huyền diệu trong đó. Hiện nay cũng sắp gần đất xa trời rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma, giữ lại trong tay ta định để cùng ta xuống dưới hoàng tuyển sao. Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi tu luyện mãnh hổ quyền đúng không? Bất luận thế nào, bức họa này đối với ngươi ít nhiều cũng có chút tác dụng. Hồng Lão không khỏi phân trần, ép Lâm Nhất phải nhận, rồi xua tay nói, đi đi, đi đi, sau này cũng không phải đến đây nữa. Ra khỏi đây, bất luận người khác nhìn ngươi thế nào, Lâm Nhất người cũng không phải là kiếm nô của Thanh Vân nữa. Hồng Lão nhấn mạnh vào câu cuối cùng khiến tinh thần Lâm Nhất chấn động. Không sai, từ nay về sau, bất luận kẻ khác nhìn thế nào, Lâm Nhất ta cũng không được xem nhẹ bản thân. Hắn nhận lấy bức tranh, trịnh trọng khom lưng sau đó chắp tay rời đi. Hồng Lão nhìn theo bóng lưng của Lâm Nhất, khẽ thở hắt ra một hơi, âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Ra khỏi phòng tẩy kiếm, đám tạp dịch trước sân đều nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt khác thường, có kẻ đố kỵ, có kẻ ngưỡng mộ, đủ mọi thần sắc phức tạp. Ai cũng biết, sau này dù Lâm Nhất ra sao, hắn cũng không cần phải quay lại đây nữa. Chu Bình đã đi rồi, không có ai chắn đường khiến Lâm Nhất có hơi ngạc nhiên, sau khi dừng lại một lát, hắn không quay đầu lại mà rời khỏi nơi này. Đi về phía căn nhà gỗ nhỏ của mình. Căn nhà gỗ đơn sơ nằm ở vị trí hẻo lánh, tựa như vô hình trong Thanh Vân Môn rộng lớn. Trong căn nhà gỗ đơn sơ, Lâm Nhất cầm bút lên viết cái gì đó. 100 viên dưỡng thân đan, 20 viên khí huyết đan, đoán chừng sẽ tốn khoảng 300 lượng tiền vàng. Không sai, những thứ hắn đang viết chính là giá trị số đan dược mà 2 năm nay Tô Hàm Nguyệt tổng cộng đã bố thí cho hắn. Kỹ thuật bảo dưỡng kiếm của Lâm Nhất không tệ. Từ trước đến nay bảo kiếm của Tô Hàm Nguyệt đều giao cho hắn bảo dưỡng. 2 năm nay, ban thưởng giải rác cộng lại cũng không ít. Như những gì người khác nói, nếu không có chỗ tặng phẩm này thì với căn cốt và ngộ tính của chủ nhân thân thể này, e là cả đời sẽ bị vây ở võ đạo tầng 3 mất. Có kiên trì thế nào cũng không thể đột phá. Trí nhớ của Lâm Nhất rất tốt, nhưng thực ra cũng không cần đến trí nhớ quá mạnh, chủ nhân của thân thể này nhớ rõ như in từng vật phẩm mà Tô Hàm Nguyệt đã ban cho. Thậm chí, ngay đến việc Tô Hàm Nguyệt vì chuyện gì, tại sao cần bảo dưỡng kiếm, hắn cũng nhớ rõ. Thậm chí hơn là ngày đó là vào lúc nào, thời tiết ra sao cũng vẫn nhớ. Chỉ cần thoáng nhớ lại thì tất cả những chuyện liên quan đến Tô Hàm Nguyệt đều hiện lên trong đầu. Lâm Nhất có chút không hiểu, chủ nhân cũ cũng không hẳn ngu dốt, thậm chí có nghị lực lớn, nhưng tại sao lại không nhìn ra được thái độ của Tô Hàm Nguyệt, đối phương ban thưởng chỉ là vì lễ nghi mà thôi. Ngay đến khách sáo cũng không được tính. Lạnh nhạt đến cực điểm, tiện tay mà ban cho, căn bản không hề để tâm. Một chữ tình này quả thật khó hiểu. Nhớ lại cảnh Tô Hàm Nguyệt lau thân kiếm lúc ban ngày, và cả biểu cảm không bận tâm đó, Lâm Nhất khẽ lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa, tiếp tục cẩn thận ghi chép. Sau khi viết xong, khẽ thở phào một hơi, đợi cho mực khô, Lâm Nhất để trước mặt, ánh mắt hiện lên hình ảnh biểu cảm lạnh nhạt của Tô Hàm Nguyệt, cảm thấy không biết phải làm sao với sự si tình của chủ nhân cũ thân thể này. Chủ nhân cũ chấp niệm cực mạnh, đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng tới Lâm Nhất. Yên tâm, đợi sau khi ta gia nhập vào ngoại môn, có chút thành tựu rồi sẽ thay ngươi trả lại cho đối phương gấp 10 lần. Lâm Nhất thu lại ánh mắt, lẩm bẩm tự nói,
một lúc lâu sau mới cẩn thận cất tờ giấy đi. Sau khi nói ra lời này, cố chấp niệm đó trong đầu rõ ràng đã mờ nhạt đi rất nhiều, thay vào đó là cảm giác vô cùng cảm kích. Lâm Nhất lại cười không nổi, sự si tình này đúng là như vậy đó. Nếu như có kiếp sau, mong người chớ làm kẻ si tình nữa. Chương 7, mãnh hổ trong lòng, khẽ ngửi tường vi. Tạm thời bỏ xuống chấp niệm của chủ nhân cũ, Lâm Nhất lấy ra bức tranh mà Hồng Lão tặng. Trong phòng tẩy kiếm, thường thấy Hồng Lão cẩn quận quan sát bức tranh này, Lâm Nhất cũng chưa từng nhìn lén. Cũng không biết trong bức tranh rốt cuộc là vẽ thứ gì. Mãnh hổ trong lòng, khẽ ngửi tường vi. Vừa mở cuộn tranh ra thì thấy có đề 8 chữ này, cố ý giạt rào, mênh mông thâm thúy. Vào khoảnh khắc mở hẳn bức tranh ra, thì thấy bên tai vang lên một tiếng gầm trầm đục giận dữ, một đầu mãnh hổ từ trong bức tranh lao về phía hắn. Lắc lư. Lâm Nhất giật mình, hoảng loạn lùi về sau, bỏ lại bức tranh. Tim đập thình thịch, một lúc lâu sau mới từ từ bình tĩnh lại. Đáng sợ quá, vừa nãy tựa như thật sự có một mãnh hổ lao về phía mình vậy. Trong lòng Lâm Nhất vẫn còn sợ hãi, nhìn bức tranh dưới đất, do dự chốc lát rồi mới nhặt lên. Trong bức tranh vẽ một mãnh hổ đang phi, chỉ lướt nhìn thì có cảm giác áp lực cực lớn rằng nó đang nhào về phía mình. Giây tiếp theo đã quên đi đó chỉ là hình vẽ trong tranh, giống như một con hổ sống sờ sờ đang vồ tới trước mắt. Há cái miệng khổng lồ, âm thanh hổ gầm chấn động tâm linh. Siêu. Lâm Nhất vội vàng thu bức tranh lại, không dám nhìn thêm lần nữa, tay cầm bức tranh còn hơi run rẩy. Cảm giác thật đáng sợ, chẳng trách Hồng Lão mỗi lần xem đều rất cẩn thận. Áp lực như núi non rít gào, sóng thần dâng lên đang ở ngay trước mặt vậy. Sát khí của bậc đế vương giữa các loài mãnh thú đâm thẳng vào tim. Bức tranh này không nghi ngờ gì chính là bảo vật. Nhưng bây giờ đến xem một cái thôi cũng áp lực nặng nề, tạm thời gần như không có tác dụng. Không đúng. Mắt Lâm Nhất sáng lên, nhớ đến những lời Hồng Lão nói, thứ ngươi tu luyện là mãnh hổ quyền, cho dù không thể giải đáp được bí mật trong bức tranh thì vẫn có tác dụng lớn với ngươi. Hiểu rồi, Hồng Lão căn bản không hy vọng hắn có thể giải đáp được bí mật trong bức tranh. Chỉ hy vọng hắn có thể quan sát được bức tranh, tu luyện mãnh hổ quyền đến đại thành. Tu luyện bất cứ công pháp võ kỹ nào, từ thấp lên cao tổng cộng có 4 cảnh giới. Mở đầu là nhập môn, tiếp đến tiểu thành, lớn có đại thành, đỉnh phong viên mãn. Mãnh hổ quyền chính là công pháp cơ bản trong cơ bản, có chút ngộ tính là có thể chạm đến nhập môn. Chăm chỉ khổ luyện, trải qua đủ thời gian, muốn đạt đến tiểu thành cũng không khó. Nhưng muốn đến đại thành thì không dễ dàng gì, ngộ tính không đủ thì thêm bao lâu nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian. Về phần đỉnh phong viên mãn thì là hy vọng xa vời rồi. Công pháp có căn bản thế nào chỉ cần có thể luyện đến đỉnh phong viên mãn thì đều có thể phát huy được lực sát thương cực mạnh, khiến người khác phải sợ hãi. Thậm chí, có thể đột phá được gông cùng cấp bậc của chính bản công pháp đó, phát huy lực sát thương vượt qua mọi cấp hạng. 2 năm nay, mãnh hổ quyền của Lâm Nhất chung quy lại vẫn quanh quẩn ở cảnh giới tiểu thành. Uy lực của mãnh hổ quyền chỉ có thể phát huy được 3 thức. Trước đó có thể đánh bại Chu Bình đúng là do may mắn. Chủ yếu là do đối phương khinh địch, từ trước đến nay Chu Bình chỉ cần tùy tiện ra tay là đã có thể đánh cho Lâm Nhất chật vật không chịu nổi. Căn bản không ngờ được Lâm Nhất lại tấn thăng lên võ đạo tầng 3, vì hấp tấp nóng nảy nên mới bị thua. Gia nhập vào ngoại môn, chắc chắn sẽ càng nhiều thách thức hơn. Chỉ bằng củng cố cảnh giới trước, luyện mãnh hổ quyền này đến đại thành rồi đi cũng chưa muộn. Lâm Nhất trước kia, phong cách hành sự cũng có chút thận trọng. Tính chắc rồi mới làm, rất ít khi liều lĩnh. Đến với thế giới cá lớn nuốt cá bé này, càng không thể dễ dàng có bất xứ sơ suất nào, bởi vì một khi bất cẩn là có thể hủy hoại luôn một đời. Chủ ý đã định, Lâm Nhất không còn do dự nữa. Cố nén sự sợ hãi trong lòng, Lâm Nhất lại mở bức tranh mãnh hổ ra lần nữa. Vù vù. Phảng phất như có cuồng phong đang thổi bên tai, áp lực nhào đến phía trước chớp mắt áp sát. Lâm Nhất nỗ lực chấn tĩnh, cẩn thận quan sát thần vận của mãnh hổ này, kiên trì được sau 2 giây thì vội vàng cuộn bức tranh lại. Nhắm mắt lại, hồi tưởng lại thần vận của mãnh hổ trong bức tranh đó. Đến khi hai mắt mở ra thì tinh quang lóe lên, Lâm Nhất liền thi triển mãnh hổ quyền trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp. Trong khoảnh khắc, xuất quyền như gió, nước chảy mây bay lưu loát sinh động, thần vận quanh quẩn trong đầu cũng từ từ được tiêu hóa trong lúc thoải mái triển khai quyền cước. Đến khi đánh hết một bộ quyền, toàn thân Lâm Nhất nhễ nhại mồ hôi, cực kỳ sảng khoái. Trong đầu tuôn ra rất nhiều suy nghĩ,
gắn bó chặt chẽ với nhau, đủ tất cả những chi tiết về mãnh hổ quyền. Những trải nghiệm trước đó chưa từng có đã hiện lên trên người Lâm Nhất, huyền diệu khôn cùng, không thể nói hết được. Quả nhiên hữu nghiệm, Hồng lão không lừa mình. Khóe miệng Lâm Nhất khẽ mỉm cười vui mừng, cực kỳ hăng hái, lại lần nữa mở bức tranh ra. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. Lần này, thời gian Lâm Nhất có thể quan sát bức tranh đã tăng lên gấp đôi, đạt đến bốn giây. Mãnh hổ trong bức tranh thậm chí mơ hồ đã có nguyên mẫu, khắc sâu trong lòng. Trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp đơn sơ, thiếu niên như đã mở được cánh cổng của một thế giới mới, từng lượt tập luyện công pháp rác rưởi không đáng nhắc đến trong mắt người khác. Mồ hôi chảy xuống như mưa, mệt đến kiệt sức nhưng vẫn kiên trì. Cho dù mỗi lần mở bức tranh ra đều sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, để lại bóng ma đáng sợ. Nhưng vẫn cắn răng, cổ vũ dũng khí, hết lần này đến lần khác dũng cảm mở bức tranh ra. Chương 08, người thì không được. Mãnh hổ Hà Sơn. Sau khi lặp lại 10 lần, Lâm Nhất chợt quát một tiếng, thức tấn công thứ hai của mãnh hổ quyền được hắn thi triển không một chút trở ngại. Trong thoáng chốc, hắn hóa thân thành mãnh hổ, từ mặt đất nhảy lên, vọt lên 5 thước, gần như muốn chạm đến nóc nhà. Đến khi rơi xuống, xương cốt trong cơ thể gầm lên, tựa như gào thét, nghe vô cùng chói tai. Ầm ầm ầm, cuồng phong từ bốn phía ào đến, lật tung tất cả những thứ bày trí trong nhà, biến nơi đây thành một đống hỗn độn. Hổ khiếu sơn lâm, mãnh hổ Hà Sơn, bách thú triều bái. Đây chính là ba thức dùng để tấn công, 12 thức đầu chỉ để cường thân kiện thể, rèn luyện khí huyết. Hôm nay, hắn đã luyện thành hai thức giết người, chỉ còn một thức cuối cùng, bách thú triều bái. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia mừng rỡ, cuộn tranh này không hổ là một món bảo vật, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, đã bù đắp cho nửa năm khổ tu trước đó. Có vật này, một ngày không xa, quyền pháp trong tay ta tất đại thành. Một lần luyện thành hai thức giết người, khiến Lâm Nhất tràn đầy tự tin. Ba ngày sau, ánh mặt trời vừa lên. Trước một căn nhà gỗ nằm ở giữa sườn núi Thanh Vân, ánh nắng rơi vãi trên sân, có một bóng người đang di chuyển không ngừng, ra quyền như gió. Vù vù vù. Mỗi một quyền đánh ra đều mang theo tiếng gió, vù vù rung động. Hiển nhiên, thiếu niên này chính là kiếm nô Lâm Nhất, còn chưa trở thành đệ tử ngoại môn, thân phận hắn vẫn là kiếm nô như trước. Trên khu đất trống, ánh mắt Lâm Nhất trầm tĩnh, không hề ra quyền một cách mù quáng. Hắn đang cảm nhận luồng nhiệt khí trong cơ thể, nghe nói đây là nội kình, bước vào võ đạo tầng 3, có thể sản sinh ra nội kình. Trở thành đệ tử ngoại môn, có thể đạt được công pháp tu luyện nội kình, khi đó, mới chính thức là võ giả. Giờ phút này, mặc dù Lâm Nhất không có được công pháp tu luyện nội kình, nhưng khi ra quyền, hắn đã chú ý phối hợp cùng nội kình. Đột nhiên, trong ánh mắt bình tĩnh của hắn lóe lên một tia sáng cực nóng, dường như có một ngọn lửa đang rực cháy. Hổ khiếu sơn lâm. Xương cốt trong cơ thể phát ra tiếng động tựa như hổ gầm, gào thét liên hồi. Một quyền đánh ra, trong không khí vang lên tiếng nổ mạnh, dòng khí chạy tán loạn, cuồng phong từ bốn phía gào thét mà đến. Mãnh hổ Hà Sơn. Nhân lúc khí thế tăng vọt, Lâm Nhất bay lên trời, sau đó phóng thẳng xuống, hóa thân thành mãnh hổ, rơi trên mặt đất, ầm. Một quyền nện thẳng xuống nền đá, tạo thành khe nứt. Lực phá sơn thạch, mãnh hổ quyền xem như đại thành. Đánh xong bài quyền, trên người Lâm Nhất không ra nhiều mồ hôi, so với lần đầu thi triển, mồ hôi chảy ròng ròng, xem như đã có tiến bộ thần tốc. Sau ba ngày, cuối cùng mãnh hổ quyền của hắn cũng đại thành, cảnh giới võ đạo tầng 3 cũng trở nên ổn định. Hô! Thu quyền, đứng lại. Dưới ánh mặt trời, gương mặt Lâm Nhất có hơi non nớt, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, tràn đầy sinh lực. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt bình tĩnh, trầm ổn, nhẹ giọng lẩm bẩm, cảnh giới hiện tại đã vững chắc, quyền pháp đại thành, cũng coi như là có chút gì đó để dựa vào. Đi vào nhà gỗ, sau khi rửa mặt, Lâm Nhất soi mình trong hồ nước, khi nhìn thấy ấn ký màu tím ở mi tâm, vẻ mặt hắn thoáng chút đăm chiêu. Nhìn thật chướng mắt, dù hắn không để ý, cũng khó đảm bảo người ngoài không chỉ trỏ lung tung. Nghĩ ngợi một lát, Lâm Nhất bèn xé một tấm vải dùng làm khăn trùm đầu, buộc ở trên trán. Sau nửa nén hương, trong tông vụ đường của Thanh Vân Môn xuất hiện bóng dáng của Lâm Nhất. Tông vụ đường là nơi Thanh Vân Môn cất giữ công pháp võ kỹ, binh khí lợi khí. Lúc Lâm Nhất đến nơi, trong tông vụ đường đã có không ít đệ tử tụ tập. Tiền bối, tiểu tử là Lâm Nhất, hiện đã đạt đến cảnh giới võ đạo tầng 3, đến đây xin trở thành đệ tử ngoại môn.
Đứng trước mặt chấp sự Tông Vụ Đường, Lâm Nhất lấy ra thẻ thân phận, đưa cho đối phương kiểm tra, nói bằng giọng bình tĩnh. Chấp sự là một ông lão áo xám, họ Dương, vẻ ngoài không mấy nổi bật, nhưng tu vi đã đạt đến võ đạo tầng 6. Đứng trước mặt ông ta, Lâm Nhất có thể cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Kiếm nô Lâm Nhất. Chấp sự áo xám nhướng mày, thoạt nhìn có hơi uể oải, ông ta liếc nhìn Lâm Nhất, cũng không thẩm tra, đối chiếu thân phận mà chỉ cười nói, ta có nghe nói về ngươi, bản lĩnh dưỡng kiếm của ngươi ở tông môn cũng khá có danh tiếng đấy. Giọng ông lão không lớn không nhỏ, nhưng vẫn khiến nhiều người chú ý, bọn họ đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía này, lộ vẻ tò mò. Kiếm nô Lâm Nhất. Tên này lại có thể đột phá đến võ đạo tầng 3, lợi hại thật đấy. Hình như bảo kiếm của ta cũng từng gửi cho hắn bảo dưỡng. Lợi hại cái gì, không biết Tô Sư Tỷ đã ban thưởng cho hắn bao nhiêu đan dược, vậy mà đến hôm nay mới miễn cưỡng đột phá, đúng là một tên ngốc. Tông Vụ Đường vốn yên tĩnh, nhưng bắt đầu từ sau khi chấp sự áo xám gọi tên Lâm Nhất thì nơi đây bỗng chốc trở nên ồn ào, náo động. Những âm thanh chói tai truyền đến, Lâm Nhất không buồn không vui, khẽ nói tiền bối khách sáo rồi, xin hỏi tiểu tử có thể trở thành đệ tử ngoại môn không? Tổ huấn của tông môn, hễ là tu vi đạt đến võ đạo tầng 3, bất kể thân phận như thế nào đều có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Theo lý mà nói là vậy, nhưng ngươi thì không được. Chương 09, tông môn hiểm ác. Tổ huấn của tông môn, hễ là tu vi đạt đến võ đạo tầng 3, bất kể thân phận như thế nào đều có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Theo lý mà nói là vậy, nhưng ngươi không được. Chấp sự áo xám chậm rãi nói, khiến Lâm Nhất không khỏi biến sắc, trầm giọng, vì sao? Ta là ngoại lệ ư? Tu vi của ngươi là tự mình đột phá à? Trong tông môn, từ trên xuống dưới, có ai mà không biết ngươi được Tô Hàm Nguyệt ban thưởng hàng hà sa số đan dược, hết thảy dựa vào nhồi nhét đan dược mà miễn cưỡng đột phá, bất quá chỉ có cái vỏ mà thôi, tông môn nhận người thì có lợi ích gì? Ông lão áo xám phì cười, thản nhiên nói, không phải ta làm khó dễ ngươi, trong đại sảnh Tông Vụ Đường, ngươi tùy tiện chọn bất kỳ một đệ tử ngoại môn nào cũng được. Nếu có thể tiếp được 10 chiêu, ta sẽ cho ngươi thân phận đệ tử ngoại môn, bằng không. Nói đến đây, ông ta thoáng khựng lại, sau đó lạnh lùng nói, ngươi vẫn nên quay về đi, ngoan ngoãn làm kiếm nô, đừng lãng phí tài nguyên của tông môn. Biến cố phát sinh đột ngột khiến bầu không khí vốn có phần dễ chịu ở Tông Vụ Đường thoáng chốc trở nên nặng nề. Có người cảm thấy đáng tiếc thay cho Lâm Nhất, 2 năm cố gắng, cuối cùng lại thành công giá tràng. Cũng có người cảm thấy chấp sự áo xám nói không sai. Dựa vào đan dược để tăng lên tu vi quả thực là không có bao nhiêu tiềm lực. Nhưng yêu cầu tiếp được 10 chiêu của đệ tử ngoại môn, quả thực có hơi khắt khe. Lâm Nhất chỉ mới tiến vào võ đạo tầng 3, sao có thể tiếp được 10 chiêu của những người đã tu luyện suốt mấy năm như bọn họ. Lâm Nhất nhìn thẳng vào chấp sự áo xám, hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, bọn họ không oán không thù, cớ gì đối phương lại làm khó dễ hắn. Tiểu Lâm, chớ hoảng sợ, để Chu sư huynh giúp ngươi. Ngươi chỉ cần tiếp được 5 chiêu của ta, 5 chiêu còn lại xem như qua. Nghe thấy âm thanh vang lên từ phía sau, Lâm Nhất quay đầu lại nhìn thì thấy khuôn mặt cười như không cười của Chu Bình lẫn trong đám người. Ngay lúc đó, hắn đã hiểu ra rất nhiều thứ. Ồ, sao lại mang khăn trùm đầu thế này? Chẳng lẽ ngươi cho rằng làm vậy sẽ không còn là kiếm nô nữa? Chu Bình từ từ bước tới, giọng điệu ẩn chứa sự trào phúng, những đệ tử ngoại môn khác vội vàng né ra. Khi nhìn thấy Chu Bình, có không ít người tỏ vẻ đã hiểu, thảo nào chấp sự Dương lại gây khó dễ cho Lâm Nhất. Bọn họ dám chắc là Lâm Nhất bị Chu Bình trả thù. Với thân phận của Chu Bình, nhờ chấp sự Dương giúp gã ta chút chuyện quả thực rất đơn giản. Biết thì biết vậy, nhưng không ai bằng lòng ra mặt vì Lâm Nhất. Có ai lại tự gây rắc rối cho mình vì một tên kiếm nô cơ chứ? Chấp sự Dương, xin hỏi những lời ông vừa nói có thật không? Nếu ta có thể tiếp được 10 chiêu của Chu sư huynh, ta sẽ được trở thành đệ tử ngoại môn. Lâm Nhất không để tâm đến thái độ đùa cợt của Chu Bình, hắn nhìn về phía ông lão, lên tiếng hỏi. Ánh mắt chấp sự áo xám lộ vẻ kinh ngạc, ông ta trầm giọng nói, đương nhiên rồi, nếu ngươi có thể chứng minh bản thân có thực lực thật sự, lão phu cần gì làm khó ngươi. Ngoài mặt thì nói rất hiên ngang, khí phách, nhưng trong lòng chấp sự áo xám lại đang cười khẩy, đấu với Chu Bình cao hơn một cảnh giới. Tên kiếm nô này đúng là không biết tự lượng sức mình. Trong Tông Vụ Đường, những đệ tử ngoại môn khác vốn cho rằng Lâm Nhất sẽ biết khó mà lui, nhưng không ngờ hắn lại chủ động ứng chiến, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Với tình thế hiện tại, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đoán được là Chu Bình đang cố ý giăng bẫy.
Vậy mà Lâm Nhất lại đâm đầu vào, người bình thường sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy, chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Huống chi, Chu Bình đã đạt đến võ đạo tầng 4, cao hơn hắn đúng một tầng. Chu Sư Huynh, xin chỉ bảo. Lâm Nhất bước đến khu đất trống trong tông vụ đường, chia tay ra và nói. Ha ha, tốt xấu gì tên kiếm nô nhà ngươi cũng từng là thủ hạ của ta, ta cam đoan những lời vừa nói, ngươi chỉ cần tiếp được 5 chiêu của ta là đủ. Vừa dứt lời, cả người Chu Bình nghiêng về phía trước, hai tay giang ra như cánh, điên cuồng lao về phía Lâm Nhất. Vèo. Ngay khoảnh khắc gã ta lao đến, cuồng phong bị cuốn theo, vọt về phía trước. Thân như cung, tay như cánh, khí thế như gió, đây chính là ưng trưởng công. Khi đi săn mồi, chim ưng thường chú trọng tư thế lấy đà, nhìn dáng vẻ của Chu Bình, xem ra gã ta đã nắm bắt rất tốt, đợi gã ta đón gió mà lên, e là rất khó lường. Thảo nào Chu Bình dám nhường Lâm Nhất 5 chiêu, gã ta đã nắm bắt được ý cảnh của ưng trưởng công, khoảng cách đạt đến đại thành đã không còn xa nữa. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có thực lực hay không. Ở đây đều là các đệ tử ngoại môn, không phải những tạp vụ trong phòng tẩy kiếm, bọn họ có thể nhìn ra được bản lĩnh của Chu Bình. Cuồng phong ập đến, thổi bay tóc mái của Lâm Nhất. Chu Bình đang lao về phía hắn, ánh mắt lộ vẻ hung ác và sắc bén, bộ pháp vững vàng, trầm ổn. Khác xa thái độ khoác lác và chủ quan 3 ngày trước. Nếu như gã không có chuẩn bị từ trước, sợ là hôm nay phải thất bại tại nơi này. Đối mặt với biến cố, Lâm Nhất không chút sợ hãi, hắn nhớ lại phong thái oai hùng của mãnh hổ trong cuốn tranh, đối phương đang lấy đà, hắn cũng đang lấy đà. Tiêu rồi, tên kiếm nô này bị ngốc à, vẫn không chịu nhúc nhích, đang chờ chết hả? Một khi ưng trưởng công được thi triển, uy lực vừa nhanh vừa mạnh, trừ phi có được thân pháp vượt trội, linh hoạt như thỏ, bằng không, có liều mạng cũng không có quả ngon mà ăn. Chương 10, ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi tông môn. Một tên kiếm nô sao có thể hiểu được những điều này, đợi Chu Bình bay lên, kết cục xem như đã định. Gã đã bay. Chu Bình nghiêng người về phía trước, hai tay như hai chiếc cánh, dồn sức chạy lấy đà, kế đó, gã ta giẫm mạnh chân xuống đất. Vèo. Cả người gã tựa như một mũi tên nhọn phóng thẳng lên trời, hai tay giang rộng ra hệt như chim ưng giang cánh, ánh mắt sắc bén như dao kiếm. Khóe miệng Chu Bình nhếch lên, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn và dữ tợn. Khoan hãy nhắc đến chuyện nhục nhã 3 ngày trước, chỉ riêng việc Lâm Nhất là kho tài nguyên to lớn của gã, nói gì đi nữa, Chu Bình cũng nhất quyết không để hắn trở thành đệ tử ngoại môn. Nếu hắn đi rồi, ngày sau, Chu Bình biết tìm đâu ra phần thưởng từ Tô Hàm Nguyệt. Bại cho ta. Sau khi hét lên một tiếng, Chu Bình dồn sức, sẵn sàng đánh ra một đòn đạt đến đỉnh cao. 5 ngón tay phải hóa thành chảo, hệt như chim ưng săn mồi, vô cùng hung ác chộp xuống đầu Lâm Nhất. Thật độc ác. Tất cả đệ tử ngoại môn có mặt ở hiện trường đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh, xem ra Chu Bình không có ý định chừa đường lui cho Lâm Nhất. Đánh thẳng vào đầu, dù không chết cùng phải trọng thương. 5 chiêu ư. Vốn dĩ, gã không nghĩ đến chuyện cho Lâm Nhất cơ hội tiếp 5 chiêu, cái gã muốn chính là dùng 1 chiêu đánh trọng thương hòng làm nhục đối thủ. Vù vù. Ưng chảo chưa đến, nhưng cuồng phong đã đánh úp về phía Lâm Nhất, khiến hắn không mở mắt được, tóc dài điên cuồng bay múa giữa không trung. Chân phải Lâm Nhất lui về sau, hạ thấp người, khom lưng. Trong mắt mọi người, động tác của hắn trông có vẻ ngu xuẩn, nhưng lại khiến người ta có hơi kinh ngạc. Hắn đã quyết định lui lại, tạm tránh công kích, nhưng hiện tại còn lui được sao? Không ổn. Chấp sự Dương vốn chẳng chút để tâm đến trận chiến này, nhưng đột nhiên, ông ta trợn trừng mắt, sắc mặt thay đổi. Tuy nhiên, đã muộn, ông ta không kịp ngăn cản Lâm Nhất xuất thủ. Mãnh hổ trong ta dịu dàng người tường vi sao? Sao, bắt nguồn từ câu In Me The Tiger Sneak The Rose của nhà thơ Siegfried Sassoon, mang ý nghĩa sự cứng rắn và mềm mại trong lòng người. Mãnh hổ quyền hổ khiếu sơn lâm. Chân phải lui bước, hạ thấp người, khom lưng, Lâm Nhất không lùi mà tiến tới, 5 ngón tay siết chặt vung ra một quyền. Phút chốc, tựa như có một bức tranh xuất hiện sau lưng hắn. Xương cốt trong cơ thể gầm lên, tựa như hổ gầm, gào thét liên hồi. Một quyền này khiến không khí xung quanh phát ra tiếng nổ, dòng khí tán loạn, cuồng phong từ 4 phía gào thét mà đến. Một quyền này là vì bản thân ta, ngươi không nên dùng mưu ma trước quỷ để ngăn cản ta trở thành đệ tử ngoại môn. Mãnh hổ quyền đại thành. Những đệ tử ngoại môn có mắt nhìn đều thấy được Lâm Nhất đã luyện mãnh hổ quyền đạt đến đại thành. Quyền trường giao nhau,
Ưng trưởng công của Chu Bình còn cách đại thành một khoảng, vì thế, gã bị Lâm Nhất bộc phát dùng một quyền đánh bay. Lòng bàn tay như bị xé toạc, có cảm giác như cổ tay đã bị tàn phế, cả người gã bị đánh bay ra ngoài. Ánh mắt Chu Bình lộ vẻ hoảng sợ, sao có thể như thế được, 3 ngày trước, Lâm Nhất chỉ mới đạt mãnh hổ quyền tiểu thành mà thôi. Sao có thể đột phá chỉ trong vòng 3 ngày được? Tuy mãnh hổ quyền là quyền pháp cơ bản, nhưng muốn luyện đến đại thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Điểm chết người nằm ở chỗ, Chu Bình muốn dùng một đòn để đánh bại Lâm Nhất, nhưng giờ phút này, bản thân gã ở trên không trung lại không cách nào thay đổi vị trí. Vẻ mặt Lâm Nhất lạnh lùng, hắn vọt lên trước 2 bước, kế đó, tựa như một con hổ nhảy chồm lên. Động tác nhảy lên của Lâm Nhất không đạt đến độ cao và sự nhanh nhẹn như tư thế chim ưng của Chu Bình, nhưng nó lại thể hiện đầy đủ phong thái của một lão hổ hùng mạnh. Mãnh hổ hạ sơn. Cơ thể trên không trung, tay phải vô lực, không thể cử động, vì thế, Chu Bình chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhất hung hăng nện một quyền vào ngực mình. Răng rắc. Xương lồng ngực bị gãy mấy cái, vẻ mặt Chu Bình vô cùng đau đớn, cuối cùng, gã không kêu rên nổi nữa. Quyền thứ hai là vì Lâm Nhất chủ nhân của thân thể này, người không nên lấy mạnh hiếp yếu, ức hiếp hắn suốt 2 năm qua. Thu quyền, đứng vững. Sau khi hạ xuống, Lâm Nhất hoạt động 5 ngón tay, bình ổn nội kình đang cuộn trào trong cơ thể. Chu Bình vốn dĩ cho rằng có thể dùng một chiêu khiến Lâm Nhất bị trọng thương, sau đó dùng chiêu thứ hai để đánh bại hắn một cách nhanh gọn, dứt khoát. Nhưng có ai ngờ, kết cục lại khiến cho các đệ tử ngoại môn có mặt tại sảnh của Tông Vũ Đường không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hô, cuồng phong nổi lên. Chấp sự Dương lắc người, bay vọt đến bên cạnh Chu Bình. Sau khi kiểm tra tình trạng thương tích của gã, sắc mặt ông ta tối sầm, nhìn về phía Lâm Nhất, tức giận nói, tên kiếm nô kia, ngươi thật to gan, dám ra tay hung ác như vậy. Lâm Nhất, ngươi đánh trọng thương đồng môn, bất nhân bất nghĩa, hiện tại, ta sẽ lập tức trục xuất ngươi khỏi Thanh Vân Môn. Lâm Nhất có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ, hắn thản nhiên nói, vốn dĩ, khi đối chiến với ưng trưởng công, mãnh hổ quyền đã ở thế yếu, nếu như ta không dùng toàn lực, e là chảo đầu tiên của Chu Bình đã bóp nát đầu ta. Còn dám tranh luận với ta. Chấp sự Dương tức đến phát nghẹn, thương tích của Chu Bình không nhẹ, thử hỏi ông ta phải giải thích thế nào với cha gá. Tên tiểu tử này chỉ là một kiếm nô nho nhỏ, vậy mà lại cứng miệng như thế, đúng là không biết sống chết. Phút chốc, bầu không khí trong đại sảnh Tông Vũ Đường trở nên vô cùng nặng nề, chấp sự áo xám đã thật sự nổi giận. Dừng tay. Ngay khi ông ta chuẩn bị ra tay dạy dỗ cho Lâm Nhất một trận thì đột nhiên phía trên lầu vang lên một giọng nói trầm khàn. Chương 11, thân kiếm gãy. Giọng nói già nua, khàn đục từ trên lầu cao vọng xuống, ngăn cản chấp sự áo xám ra tay. Đường chủ vương. Trên lầu, một ông lão mặc y phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng. Ánh mắt vô cùng nghiêm khắc, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng áp lực. Bái kiến đường chủ đại nhân. Vừa nhìn thấy ông lão, vẻ mặt của tất cả các đệ tử ngoại môn có mặt tại đại sảnh Tông Vũ Đường lập tức thay đổi, mọi người đồng loạt quỳ xuống, cung kính hành lễ. Ông lão này chính là đường chủ của Tông Vũ Đường, tu vi đã đạt đến võ đạo tầng 9. Võ đạo có 10 tầng, mỗi 3 tầng có sẽ một chướng ngại, từng bước một tiếp cận giới hạn cao nhất của cơ thể, càng về sau càng khó đột phá. Toàn bộ Thanh Vân Môn, ngoài môn chủ, người đạt đến tu vi võ đạo tầng 9 có thể đếm trên đầu ngón tay, dù là phóng mắt khắp nước thiên thủy, đường chủ vương cũng có thể xem như một cao thủ có thực lực mạnh mẽ. Ngày thường, ông ta tỏa chấn trong Tông Vũ Đường, rất ít khi nhúng tay vào những việc cụ thể. Chấp sự Dương, ta đã biết rõ sự việc, ông làm sai, tuy nhiên, người này cũng đã thông qua khảo nghiệm của ông, đừng gây rối nữa. Để đền tội. Ông phải chịu trách nhiệm cung cấp quần áo của tông môn cùng với công pháp nhập môn và binh khí cho hắn. Dạ vâng, đường chủ nói rất đúng, thuộc hạ nhất định sẽ làm theo. Nghe thấy thế, ông lão khẽ gật đầu, liếc nhìn Lâm Nhất một cái, sau đó xoay người rời đi. Chấp sự áo xám thở phào nhẹ nhõm, may thay, đường chủ không trách phạt ông ta, hôm nay xem như may mắn. Nhưng nghĩ đến việc bản thân đường đường là một chấp sự, lại phải đích thân đưa một tên kiếm nô đi lấy quần áo. Chọn lựa công pháp, binh khí, ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Đi theo ta. Chấp sự Dương nói với vẻ tức giận, sau đó dẫn theo Lâm Nhất đi đến lầu 2. Nhìn bóng dáng Lâm Nhất biến mất ở bậc thang lên lầu 2, những đệ tử của Thanh Vân Môn có mặt trong đại sảnh đều cảm thấy hắn rất may mắn. Nếu không phải đường chủ vương ra mặt, e là hôm nay Lâm Nhất phải nếm mùi đau khổ.
Về phần Chu Bình đang nằm trên mặt đất, chỉ trách gã không may, lúc này chẳng ai thèm quan tâm đến gã nữa. Lầu 2 Tông Vụ Đường chính là nơi trọng yếu của Tông Môn. Hầu hết công pháp và võ kỹ mà Thanh Vân Môn có được đều được đặt ở đây, mỗi đệ tử vừa tiến vào ngoại môn đều có một lần cơ hội lựa chọn miễn phí công pháp và võ kỹ, về sau, phải có cống hiến mới có thể đổi được. Lựa chọn công pháp trước đi, đạt đến võ đạo tầng 3 sẽ có thể tu luyện nội kình, đây là nơi đặt công pháp nội kình. Chấp sự Dương dẫn Lâm Nhất đi đến trước một dãy kệ sách, chỉ cho hắn, sau đó không nói gì thêm. Lâm Nhất cũng không khách sáo, hắn bước đến trước kệ sách, thoáng chốc, đã xem xong một môn công pháp. Thanh Vân Quyết, Phong Lôi Kình, Bích Thủy Quyết. Nhìn tốc độ lật xem của Lâm Nhất, khóe miệng chấp sự Dương không khỏi nhếch lên, nở một nụ cười châm chọc. Kiếm nô mãi vẫn là kiếm nô, lật nhanh như vậy, e là một quyển cũng không hiểu. Nếu có mắt nhìn một chút, đã biết phải cầu ta chỉ dẫn nên lựa chọn thế nào. Chấp sự Dương, tài hạ lựa chọn bản công pháp này. Thuần Dương Công. Chấp sự Dương nhận lấy, sau khi xem qua, sắc mặt ông ta trông rất quái gở, thầm cười khẩy. Người tu luyện Thuần Dương Công sẽ có nội kình mạnh mẽ, tràn trề, nhưng môn công pháp này tu luyện rất chậm, trong tông môn, những người lựa chọn môn công pháp này cuối cùng đều phải từ bỏ. Ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Chấp sự áo xám cười nói, có mắt nhìn đấy, công pháp này không tệ, rất thích hợp với ngươi. Lâm Nhất có thể đoán được ẩn ý qua lời nói, hắn biết chấp sự áo xám là kẻ khẩu Phật tâm xà, không có ý gì tốt. Tuy nhiên, vừa nãy, hắn đã xem qua tất cả công pháp trên kệ sách. Toàn bộ đều lưu lại trong đầu hắn, một chữ cũng không sót. Sau khi hệ thống lại và cân nhắc kỹ lưỡng, hắn mới quyết định lựa chọn Thuần Dương Công. 10 tầng võ đạo đều mài giũa thân thể. Nội kình của Thuần Dương Công mạnh mẽ lại tràn đầy, quả thật rất phù hợp. Kế tiếp sẽ lựa chọn võ kỹ cũng tương tự như công pháp đều có phân chia cấp bậc cơ bản, trung cấp và cao cấp. Lâm Nhất lựa chọn một bộ kiếm pháp trung cấp có tên là Lưu Phong Kiếm Pháp, bộ kiếm pháp này nổi danh bởi lực sát thương cực lớn cùng độ linh hoạt. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Lưu Phong Kiếm Pháp yêu cầu có ngộ tính khá cao, rất nhiều đệ tử nội môn cũng khó luyện thành. Thấy Lâm Nhất lại tiếp tục lựa chọn một bộ võ kỹ, sai lầm, chấp sự Dương thầm nghĩ, dù sao ông ta cũng là đường chủ, vẫn nên nhắc nhở, chỉ dẫn một phen, tránh bị người ta nắm lấy sơ hở. Không sao, đa tạ chấp sự Dương đã nhắc nhở. Không biết tốt xấu. Vẻ mặt chấp sự Dương xa sầm, ông ta lẩm bẩm nói một câu, sau đó không thèm để ý đến Lâm Nhất nữa. Binh khí các thuộc tông vụ đường. Nếu võ kỹ đã lựa chọn kiếm pháp, hiển nhiên, binh khí cũng phải chọn kiếm. Chấp sự Dương không cho Lâm Nhất có cơ hội lựa chọn, tùy tiện đưa cho hắn một thanh. Lâm Nhất rút kiếm ra khỏi vỏ, kiểm tra một phen, hắn hài lòng nhìn thân kiếm dài 3 thước. Kiếm này do thanh cương chui rèn 100.000 lần mà thành, khoảng thời gian làm kiếm nô, Lâm Nhất đã từng nhiều lần nhìn thấy bội kiếm theo tiêu chuẩn của đệ tử trong môn. Quan sát đường vân trên thân kiếm, tương ứng với cấp bậc tốt nhất trong kiếm thanh cương. Rắc. Bất chợt. Thân kiếm gãy lìa, chao đảo một cái, sau đó rơi xuống đất. Trường kiếm trong tay chỉ còn lại một nửa. Chương 12, thanh kiếm gãy kỳ bí. Sao lại thế? Chấp sự Dương bước đến, túm lấy thân kiếm, nhìn hồi lâu vẫn không hiểu ra sao, liền mắng, đổi một thanh khác, người của tông môn mua phải kiếm thanh cương hàng nhái rồi. Rắc, rắc, rắc. Đổi 3 thanh, mỗi thanh đều thình lình gãy lìa. Chấp sự Dương nhìn Lâm Nhất một lượt từ trên xuống dưới, chẳng lẽ tên kiếm nô nhà ngươi đã làm chuyện gì đó? Bản lĩnh dưỡng kiếm của Lâm Nhất cũng xem như có chút danh tiếng tại Thanh Vân Môn. 4 chuôi kiếm thanh cương liên tục gãy lìa một cách khó hiểu khiến chấp sự Dương không khỏi hoài nghi. Lâm Nhất cũng cảm thấy khó hiểu, hắn trầm giọng nói, ta không có bản lĩnh đó, và lại, ta cũng sẽ không tùy tiện gây sự. Hay là chấp sự đại nhân để ta tự chọn? Nghĩ hay thật, ngươi chờ đó cho ta. Chấp sự Dương trừng mắt với Lâm Nhất, sau đó ông ta loay hoay tìm kiếm trong đống phế thải ở góc binh khí các, một lát sau, hai mắt chấp sự Dương lóe sáng. Ông ta lấy ra một thanh kiếm dị, thân kiếm loang lổ, thoạt nhìn có vẻ xưa cũ, đưa cho Lâm Nhất mà không một lời giải thích. Lâm Nhất vừa định rút kiếm ra khỏi vỏ thì bị ông ta đẩy trở lại, trở về rồi hãy thử kiếm, chớ có làm gãy ở đây, nếu cứ như thế, lão phu thật sự không có kiếm cho ngươi dùng đâu. 4 chuôi kiếm liên tục bị gãy khiến Lâm Nhất có hơi ngượng ngùng, đành phải chấp nhận. Lúc sắp rời đi, chấp sự Dương đột nhiên nhìn về phía Lâm Nhất nói, ngươi chắc chắn chọn Lưu Phong Kiếm Pháp. Không đổi ý. Ha ha, có chí khí.
Công pháp này yêu cầu ngộ tính cực cao, vốn không phải một tên kiếm nô như ngươi có thể tưởng tượng nổi. Hiện tại ngươi không đổi, ngày sau ngươi cầu xin ta, lão phu cũng sẽ không cho ngươi đổi. Cáo từ. Đối với sự kiên quyết của Lâm Nhất, trong lòng chấp sự Dương tràn đầy mỉa mai, rồi sẽ có một ngày, ngươi đến cầu xin ta. Hai canh giờ sau. Lúc này, Lâm Nhất đã đổi sang trang phục của tông môn. Bên trong mặc áo bào trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo màu xanh, khiến gương mặt tuấn tú trông có tinh thần hơn rất nhiều. Ở khu đất trống trước nhà gỗ, âm thanh trường kiếm xé gió, Lâm Nhất múa kiếm, động tác mây trôi nước chảy, thoải mái tự nhiên. Nếu chấp sự Dương có mặt tại đây, e là ông ta sẽ kinh sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, không dám tin vào những gì trước mắt. Người thường mất nửa tháng vẫn không thể luyện thuần thục lưu phong kiếm pháp, vậy mà trong tay Lâm Nhất lại dễ như trở bàn tay, thuận theo tâm ý. Hình như cũng không quá khó. Sau hai canh giờ, Lâm Nhất đã bước vào nhập môn, lĩnh ngộ được toàn bộ chiêu thức cơ bản của lưu phong kiếm pháp. Ngoại trừ chiêu thức cơ bản, lưu phong kiếm pháp còn ba chiêu thức giết người, tụ kiếm thành phong, hồi quang lưu ảnh và phong quá vô ngân. Kiếm pháp của Lâm Nhất còn cách tiểu thành một đoạn, tuy nhiên, có lẽ cũng không còn lâu nữa. Sau khi quan sát thân kiếm, Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, đây chính là thanh kiếm cũ mà chấp sự Dương đã ném cho hắn. Kiếm rộng bằng hai ngón tay, dài ba thước, mũi kiếm mờ đục, thân kiếm ánh lên màu xanh nâu, thoạt nhìn rất cũ kỹ, không hề sáng bóng. Gõ nhẹ lên thân kiếm, một âm thanh nặng nề vang lên, không có âm thanh trong trẻo của kim loại. Lâm Nhất cho rằng đây là một thanh kiếm làm từ kim trúc mộc được mài bóng. Ngoại trừ kim loại, xương thú, đá, kim trúc mộc cũng có thể được dùng để rèn kiếm, có điều khá là hiếm thấy. Kim trúc mộc cũng không phải tên chính thức, nó được dùng để chỉ một số loại cây cỏ có độ cứng tương đương với kim loại. Lúc Hồng Lão chỉ dạy thuật dưỡng kiếm, ông ta đã từng cho hắn một quyển bách khoa kiếm phổ, trong đó có đề cập đến rất nhiều thanh kiếm nổi danh. Có không ít bảo kiếm quý hiếm được đúc từ cây cỏ thiên nhiên, mài rũa mà thành. Rất nhiều loại cây có thể dùng làm kiếm, nổi danh nhất chính là viễn cổ kiếm mộc. Chuôi kiếm trong tay hắn không thể nhìn ra nguồn gốc. Tuy nhiên, màu sắc của nó mờ tối, không hề có linh khí, dù có thân phận bất phàm thì e rằng cũng chỉ là một thanh kiếm hỏng. Cỏ cây đúc thành kiếm chú trọng nhất chính là ý vị cùng linh khí trọn vẹn và tự nhiên, nếu không được bảo dưỡng bằng phương pháp đặc thù, trải qua một khoảng thời gian dài. Ý vị mất đi, đến lúc đó, còn không bằng một thanh kiếm bình thường. Thế nhưng Lâm Nhất vẫn cảm thấy rất vui mừng, ít nhất thì thanh kiếm này không bị gãy. Nếu bảo dưỡng kỹ lưỡng, miễn cưỡng vẫn dùng được. Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ, sau đó lấy thuần dương công ra, có chút chờ mong nói, nên tu luyện nội kình rồi. Nếu không tu luyện nội kình, vĩnh viễn không có ngày xuất đầu, võ đạo tầng 3 mới xem như võ giả chân chính. Khoanh chân, nhắm mắt. Sau khi cảm ứng được nội kình trong cơ thể, Lâm Nhất dùng thuần dương công cẩn thận vận chuyển nội kình trong cơ thể từng chút một. Ban đầu cũng không mấy thuần thục. Khí kình trong cơ thể chạy tán loạn, khó có thể khống chế, trơn trượt hệt như một con cá trạch. Đến khi hắn có thể thuần thục khống chế thì sắc trời đã tối. Ngước nhìn bầu trời đầy sao, Lâm Nhất thầm chờ mong có thể đi đến đỉnh cao, cuối cùng, hắn đã vận chuyển thuần dương công thành công. Tâm trí thả lỏng, vận chuyển thuần dương công. Lâm Nhất tiến vào một trạng thái huyền diệu. Cùng với sự lưu chuyển của nội kình trong cơ thể, hắn có thể thấy được lục phủ ngũ tạng của mình, cảm giác này quả thật vô cùng kỳ diệu. Nhìn thấu. Sau khi tu luyện công pháp võ đạo tầng 3 có thể nhìn thấu ngũ tạng trong cơ thể, như vậy mới xem là chính thức bước vào con đường võ giả. Chỉ có điều mãi đắm chìm trong công pháp khi tu luyện nên Lâm Nhất không chú ý đến một việc. Trong cơ thể hắn, phía trên đan điền có một khoảng không thần bí. Nơi đó chỉ có duy nhất một thanh kiếm gãy cổ xưa, chuôi kiếm có 9 sợi xích quấn quanh, kéo dài trong bóng tối. Lúc hắn vận chuyển thuần dương công, có một ít linh quang rơi trên thân kiếm gãy, khiến nó khẽ run lên. Linh quang rơi xuống, kéo theo đó, xiềng xích trong bóng tối bắt đầu sao động. Quỷ dị mà thần bí. Chương 13, ra ngoài lịch luyện. Thuần dương công tổng cộng có 5 tầng, giống như trong dự đoán của Lâm Nhất. So với lưu phong kiếm pháp. Tiến độ chậm chạp hơn. Đã qua 3 ngày rồi mà vẫn dừng ở tầng thứ nhất. Tu luyện công pháp, lấy căn cốt làm nền tảng. Cái gọi là căn cốt chính là chỉ thể chất của võ giả, Lâm Nhất chẳng qua cũng là cơ thể người phàm, thậm chí còn kém hơn người bình thường. Ngoài căn cốt ra còn phải dựa vào ngoại vật. Ngoại vật thông thường mà nói thì đa số là đan dược,
đồng thời kết hợp tu luyện ở những địa điểm có phong thủy, linh khí dồi dào thì chẳng khác nào làm chơi ăn thật. Trong Thanh Vân Môn, những nơi có linh khí dồi dào từ lâu đã bị đệ tử và trưởng lão nội môn chiếm cứ hết rồi. Căn cốt Lâm Nhất đã không tốt, lại không có nơi tu luyện phong thủy, lại càng không có đan dược. Tiến độ luyện thuần dương công đương nhiên cũng không thể nhanh được. Nhưng trong 3 ngày cũng không phải hoàn toàn uổng phí, lưu phong kiếm pháp của hắn ngày càng thuần thục. Bộ công pháp dựa nhiều vào ngộ tính này đối với hắn mà nói thì không có quá nhiều khó khăn. Mãnh hổ quyền cũng không bỏ bê. Kiếm pháp là kỹ thuật giết người, công pháp để tinh luyện nội kình, mãnh hổ quyền mài giũa thân thể, cả 3 thứ đều không thể thiếu. Trước căn nhà gỗ, Lâm Nhất xòe tay, lòng bàn tay chống xuống chui kiếm, mũi kiếm chạm đất. Theo một tiếng quát nhẹ, trường kiếm dưới lòng bàn tay của hắn nhanh chóng bắt đầu xoay tròn. Nhưng phần mũi kiếm vẫn chưa theo chuyển động xoay tròn, vẫn cắm vào trong đất. Vẫn chưa đến. Lâm Nhất nhắm mắt lại, miệng tự lẩm bẩm, tinh tế cảm nhận trường kiếm đang xoay tròn trong lòng bàn tay, tùy ý để nội kình trong cơ thể từng chút dung nhập vào trong. Rầm. Một luồng gió mát khởi sinh từ mặt đất, men theo thân kiếm đi lên, hất tung lọn tóc dài trên trán Lâm Nhất. Tụ kiếm thành phong. Lâm Nhất bỗng nhiên mở to hai mắt, tinh quang trong mắt lóe lên, bàn tay mở ra từ từ siết chặt chuôi kiếm. Nặng quá. Thân kiếm truyền đến lực hút khổng lồ, lực lượng tích trữ từ trước hung hăng kéo Lâm Nhất nhào về phía mặt đất. Mãnh hổ quyền đánh ra làm trụ cột, giúp Lâm Nhất ổn định được cơ thể, rồi nhấc kiếm lên. Siêu. Khoảnh khắc kiếm được nhấc lên, cơ thể của Lâm Nhất không chịu được sức khống chế liền bổ nhào về phía trước. Cả người và kiếm đều lao về phía trước 2 trượng. Vỏ kiếm hung hăng đâm vào núi đá phía trước, sâu đúng 1 tấc, núi đá nứt ra 1 khe hở. Toàn thân Lâm Nhất có cảm giác như bị rút hết tinh lực, mệt mỏi vô cùng. Lau mồ hôi trên trán, hắn đăm chiêu nhìn thanh trường kiếm cắm trên núi đá. Tụ kiếm thành phong. Một trong tam đại sát chiêu của Lưu Phong kiếm pháp. Tụ kiếm thành phong mới lần đầu xuất ra đã uy lực như vậy. Chẳng trách lại yêu cầu ngộ tính cao đến thế. Quả đúng như thế, tụ kiếm thành phong chính là lấy kiếm làm gió, khoảnh khắc gió nổi lên, lực lượng tích tụ trước đó liền trào ra như dòng nước lũ. Lâm Nhất bình tĩnh phân tích, đây là kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nếu như lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ thì lực sát thương còn lớn hơn nữa. Có điều để thi triển được lại quá đỗi phức tạp. Nếu như đối chiến với người khác, trong lúc đợi tụ được gió thì ta đã bị đánh bại rồi. Vẫn cần kiên trì nỗ lực, đợi đến lúc có thể tùy ý sử dụng mới có thể chân chính phát huy được uy lực lớn nhất trong chiến đấu. Ta tự học tự luyện, trình độ có thể đạt được cũng chỉ như vậy thôi. Muốn tiến xa hơn thì phải vào cơ quan đường của tông môn, giao đấu với những con rối chiến đấu, hoặc là xuống núi tham gia thực chiến, cả 2 cách đều có thể tăng độ thuần thục kiếm pháp hơn. Lâm Nhất tự mình lẩm bẩm. Cũng không vì kiếm pháp đạt tới tiểu thành mà dương dương tự đắc. Một lát sau, trong lòng hắn đã quyết định sẽ ra ngoài thực chiến. Mặc dù cơ quan đường có hiệu quả khá tốt, nhưng cần giao nộp 2 lượng bạc mới có thể vào được, hiện tại trên người hắn không có lấy 1 xu. Ra ngoài thực chiến, thứ nhất có thể rèn luyện bản thân, hay là giết chết hung thú có thể đổi lấy tiền vàng và đan dược. Hiện tại nhu cầu sử dụng đan dược khá cấp bách để thăng cấp thuần dương công. Bằng không tu vi chỉ đứng một chỗ, kiếm pháp có mạnh thế nào cũng chỉ được hình thức bên ngoài mà thôi. Dãy núi Hoàng Vân nằm sau Thanh Vân Môn, dãy núi này liên miên vô tận, kéo dài xuyên qua mấy quốc gia, tọa lạc ở nước Thủy Thiên này chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Chỉ vẻn vẹn một bộ phận nhỏ này đã chiếm 1/3 diện tích quốc thổ của nước Thủy Thiên. Nước Thủy Thiên ngoài Thanh Vân Môn ra còn có 3 tông môn lớn khác, hợp thành gọi là Nhất Môn Tam Tông, phân biệt thành Cuồng Đao Môn, Thanh Vân Môn, Tử Viêm Môn và Huyền Dương Môn. Đệ tử của tứ đại tông môn đều thích tu luyện trên dãy núi Hoàng Vân. Trước đây Lâm Nhất bị thân phận kiếm nô hạn chế, cơ hội có thể ra ngoài lịch luyện cực ít, giờ thì không phải băn khoăn vấn đề này nữa. Thu dọn đơn giản một hồi, Lâm Nhất bèn đi ra khỏi cửa. Dãy núi Hoàng Vân cách tông môn không xa, ở ngay phía sau Thanh Vân Môn, không đến 1 canh giờ là đã tới nơi. Trong núi có rất nhiều mãnh thú nguy hiểm. Tiến sâu vào một chút thậm chí còn có thể gặp được yêu thú. So với mãnh thú, yêu thú hấp thu linh khí của đất trời nhiều hơn, yêu hóa, dị biến, thực lực đều cực kỳ khủng bố. Yêu thú nhỏ yếu nhất cũng có thực lực võ đạo tầng 5. Với cảnh giới võ đạo tầng 3 của Lâm Nhất hiện tại, đụng phải yêu thú thì chắc chắn chỉ có 1 con đường chết. Lâm Nhất không muốn chạm mặt yêu thú nên thận trọng di chuyển trong dãy núi Hoàng Vân,
tìm kiếm hung thú đơn độc. Hung thú trong núi Hoàng Vân từ lông da, móng vuốt, máu thịt đều có giá trị nhất định, đối với Lâm Nhất hiện tại mà nói là một nguồn thu nhập cực lớn. Đáng tiếc đi suốt một quãng đường dài đa phần đều gặp phải hung thú đi theo bầy đàn. Lâm Nhất chỉ có một mình đành phải từ bỏ, chờ đợi cơ hội. Ào ào ào. Tiếng nước chảy. Chương 14, Lưu Phong kiếm pháp đạt tới tiểu thành. Đi theo tiếng nước chảy thì thấy một dòng suối trong núi hội tụ thành sông, nước chảy va vào núi đá tạo nên những âm thanh lanh lảnh du dương, dòng nước chảy xiết đổ xuống mang đến từng trận gió mát. Tụ nước thành sông, tuôn trào như gió, Lưu Phong kiếm pháp, nước chảy như gió. Mắt Lâm Nhất sáng ngời, chớp mắt xuất hiện sở ngộ. Lẽ nào cái gọi là Lưu Phong kiếm pháp không phải là chỉ chuyển động của gió, mà là nước chảy như gió. Chẳng trách bộ môn kiếm pháp này vẫn luôn không có ai ở Thanh Vân Môn tu thành. Có lẽ, mấu chốt chính là ở điểm này. Hai mắt nhắm nghiền, trong đầu hồi tưởng lại từng chiêu từng thức trong Lưu Phong kiếm pháp, Lâm Nhất rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn rút kiếm ra, nhảy xuống dòng suối. Tóm. Vừa xuống suối liền bị dòng nước chảy xiết quật ngã, toàn thân ướt sũng. Đứng lên bò đến bờ suối, Lâm Nhất lơ đễnh thất thần. Lau nước suối trên mặt, rồi lại trầm mình xuống suối lần nữa. Cứ liên tục lặp lại như vậy, không ngại gian nan. Không biết thất bại bao nhiêu lần, 100 lần, 1000 lần. Lâm Nhất ngã trong nước đến mặt mũi bầm dập, toàn thân đau nhức, gần như tê cứng. Thành rồi. Sau vô số lần thử nghiệm không ngừng nghỉ, Lâm Nhất cuối cùng cũng thành công, vững vàng đứng trên hòn đá trong dòng nước, để mặc cho nước suối tấn công, gió mát thổi qua, nhưng vẫn không ngã. Gương mặt lộ vẻ vui mừng, Lâm Nhất khẽ mỉm cười, thuận thế triển khai Lưu Phong kiếm pháp. Tụ nước thành sông, tuôn trào như gió. Lâm Nhất múa kiếm trong dòng nước chảy xiết, cảm nhận được làn gió mát do dòng nước chảy dâng lên tạo ra. Cơ thể linh hoạt như thỏ, nhảy vọt lên, Lưu Phong kiếm pháp nhất thời kết hợp hoàn mỹ với dòng suối và làn gió mát. Xoát, xoát, xoát. Trường kiếm tung bay, hắn thuận theo dòng nước không ngừng chuyển động. Hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện Lưu Phong kiếm pháp đến quên cả thân mình. Hắn như tan vào gió, hòa vào dòng chảy ào ào, xuôi theo dòng suối. Điểm kết thúc của dòng suối là ở sườn núi, chảy xuống tạo thành một hồ nước trong vắt. Trôi đi cùng dòng suối, chảy đi không ngừng, bằng mắt thường có thể thấy Lâm Nhất sắp rơi xuống hồ nước, trường kiếm trong tay không ngừng xoay tròn. Đến lúc gần rơi xuống dưới, hắn khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ cầm chặt trường kiếm, đâm về phía trước. Tụ kiếm thành phong. Trong khoảnh khắc, lực đạo ẩn chứa trong thân kiếm đã đưa hắn bay lên không trung, giống như một con chim xanh, đứng trên mặt hồ, không ngừng bay vọt về phía trước. Những nơi trường kiếm đi qua, kiếm phong hội tụ chém xuống tạo thành hai bức tường nước rẽ đôi. Gần đến mặt hồ rộng 100 mét thì lại bay ngang qua. Xoạt. Quay đầu lại nhìn, làn sóng vỗ trên mặt hồ giống như hàng triệu hạt chân châu nổi trên bàn ngọc. Một kiếm chém bay đến cả 100 mét. Lưu Phong kiếm pháp đã đạt đến tiểu thành. Lâm Nhất nhẹ giọng nói, Lưu Phong kiếm pháp này hình như còn uy lực hơn trong ghi chép một chút, xem ra Lưu Phong kiếm pháp của Thanh Vân Môn này chưa hẳn đã là bản gốc, có rất nhiều chỗ thiếu sót. Hôm nay ngộ kiếm được trong dòng suối, ngẫu nhiên ngộ ra chân ý của kiếm pháp và bổ sung nó. Ru. Ba tiếng giống vang lên, Lâm Nhất quay đầu lại nhìn thì thấy ba con thiết trảo lang màu xám nhe nanh múa vuốt lao đến. Chắc là đang đi săn con mồi. Bị tiếng nước kinh động nên đã phát hiện ra Lâm Nhất. Thiết trảo lang vô cùng hung ác, móng vuốt của nó còn cứng hơn sắt thép, vô cùng sắc bén. Có thể dễ dàng xé rách ngực của võ giả, cào nhẹ một cái cũng đủ để lôi lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Hơn nữa còn thường xuất hiện theo bầy, coi như xưng bá ở bìa rừng dãy núi Hoàng Vân, Lâm Nhất trước kia mà gặp chúng thì chắc chắn phải nhượng bộ lui binh. Hiện nay kiếm pháp đã đạt tới tiểu thành nên hắn lại muốn thử xem sao. Sắc mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc, không dám sơ suất, nắm chắc trường kiếm, hơi run run. Không phải là sợ, tinh thần từ đầu đến cuối đều tập trung cao độ, mang lại sự hưng phấn. Dường như cảm nhận được khí thế của Lâm Nhất có chút không tầm thường, ba con thiết trảo lang cũng không manh động, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, từng đợt mùi tanh tưởi truyền đến. Nếu như là người bình thường, đối mặt với khí thế này chắc đã sợ vỡ mật ra rồi. Một người ba sói. Hai bên đều chưa hành động, dường như đang giằng co, nhưng trên thực tế là đang thăm dò đối thủ. Trong lòng Lâm Nhất hiểu rõ, bản thân chỉ có một cơ hội ra tay,
Một lần không thể giết hết toàn bộ ba con thiết chảo lang này thì nhất định sẽ có một con khác xé toạc ngực hắn ra. Không ra tay thì thôi, một khi ta tay thì bắt buộc phải thành công. Ánh mắt thoáng nhìn, Lâm Nhất phát hiện ra đám sói dường như đang hơi mất kiên nhẫn, ánh mắt lộ ra vẻ nóng nảy hấp tấp. Lâm Nhất bước lên trước một bước, hắn đưa tay ra. Ba con thiết chảo lang lùi về lấy đà rồi đồng thời nhảy lên. Ánh mắt Lâm Nhất bình tĩnh, hắn lao nhanh như dòng nước, gió nổi lên. Kiếm cũng vung lên theo gió, ba con thiết chảo lang máu tươi bắn ra như cầu vồng. Vững vàng đáp xuống đất, cánh tay trái của Lâm Nhất có ba vết móng cào, vết thương có chút ghê người. Thình thịch, âm thanh cực lớn vang lên, ba con thiết chảo lang rơi mạnh xuống đất. Quay người lại nhìn thì thấy ở cổ ba con thiết chảo lang có một vết kiếm chém to bằng đốt ngón tay, máu tươi tuôn xối xả, dĩ nhiên đã tắt thở. Hắn đi tới kiểm tra một lượt. Lâm Nhất trầm ngâm nói, phản ứng đối với đám sói vẫn chưa chính xác, nếu như chuẩn thêm chút nữa thì cũng không đến nỗi bị thương cánh tay trái. Thu kiếm vào vỏ, Lâm Nhất rút dao găm ra cắt hết móng vuốt của ba con sói. Da lông và thịt sói còn lại cũng không đáng giá lắm, đem theo chỉ tổ thêm mệt nên hắn đã chọn bỏ lại. Nước chảy như gió, trận chiến này nói lên, phương hướng tu luyện của ta không sai. Với cảnh giới võ đạo tầng 3 mà có thể một mình giết chết được ba con thiết chảo lang đã khiến Lâm Nhất tự tin hơn rất nhiều. Chương 15, đột phá võ đạo tầng 4. Móng vuốt của ba con thiết chảo lang có giá trị không nhỏ, hơn nữa Lâm Nhất còn một mình độc hưởng. Trận chiến này ngoài khiến Lâm Nhất tăng cao tự tin ra thì cũng có thu hoạch khá hậu hĩnh. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Nhất chính thức bắt đầu đi săn. Cuộc lịch luyện sinh tồn khiến ý chí của hắn không ngừng tăng cường, tụ nước thành sông. Tuôn trào như gió, tinh túy của Lưu Phong kiếm pháp cũng được hắn phát huy tối đa trong những trận thực chiến. Lực sát thương đánh ra hoàn toàn không giống như kiếm pháp trung cấp, uy lực kinh người. Chỉ ngắn ngủi 3 ngày mà hắn đã có thu hoạch đáng kinh ngạc, trong tay nải đã đầy ắp chiến lợi phẩm. Móng vuốt của thiết chảo lang, da hổ, sừng phong ngư. Đủ các loại vật phẩm hung thú, đã đầy ắp một túi rồi. Phải tìm một nơi để giấu mới được. Nhiều vật phẩm hung thú quý giá thế này. Mang theo bên mình hành động cũng rất bất tiện. Đánh giá một vòng trong rừng cây, Lâm Nhất chọn một nơi vắng lặng, giấu tay nải trên cây, lấy lá cây che phủ, sau đó phủi tay rồi nhảy xuống. Ngẩng đầu lên nhìn, lá cây đã che kín hoàn toàn không nhìn thấy tay nải đâu. Vừa đúng lúc này, một cỗ linh khí đất trời nồng đậm dị thường từ phía sau nhẹ nhàng bay đến. Bảo địa phong thủy. Trong lòng Lâm Nhất cả kinh, hắn biết ở thế giới này có rất nhiều nơi tràn đầy linh khí dị thường. Được gọi là bảo địa phong thủy. Trong Thanh Vân Môn, những nơi bảo địa phong thủy đều bị trưởng lão và đệ tử nội môn chiếm cứ. Trước mắt chỉ muốn tìm một nơi để giấu tay nải, vậy mà lại phát hiện ra được một bảo địa phong thủy. Đi xem sao. Đi nhanh theo hướng nơi có linh khí bay tới, một lát sau Lâm Nhất cảm nhận được một tia cổ quái. Khung cảnh bốn phía không biết trở nên yên lặng hơn rất nhiều từ lúc nào. Trong rừng núi, chỉ một âm thanh nhỏ xíu cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng lúc này lại không nghe thấy bất cứ tiếng côn trùng chim thú nào cả. Ánh mắt lộ ra thần sắc ngờ vực, Lâm Nhất khẽ cắn môi, vẫn cố vực dậy dũng khí đi tiếp. Nếu thật sự là bảo địa phong thủy thì thuần dương công của hắn chắc chắn có thể nhân cơ hội này để tiến thêm một bước. Cơ hội như vậy thực sự không thể bỏ qua. Sau nửa tuần hương, Lâm Nhất dừng chân không đi tiếp nữa, ngọn nguồn linh khí chính là nơi này. Quả nhiên là bảo địa phong thủy. Nồng độ linh khí ở đây ít nhất cũng phải hơn gấp mấy lần những nơi khác, thậm chí còn cao hơn. Kiềm chế sự kích động trong lòng, nội tâm quan sát bốn phía, nơi này ngoài cây dại quả dại không biết tên ra thì không thấy có chỗ nào cổ quái. Mặc kệ đi, ta cứ ở lại đây tu luyện thuần dương công đến tầng thứ hai rồi nhanh chóng rời đi. Ý định đã quyết, Lâm Nhất đến trước một cây cổ thụ, ngồi xuống xếp bằng nhắm mắt. Vận chuyển thuần dương công trong cơ thể. Đồng thời hấp thụ linh khí xung quanh chảy vào trong cơ thể. Linh khí nồng đậm khiến nội kình trong người nhanh chóng lớn mạnh, hơn nữa còn không ngừng bồi dưỡng da thịt, gân cốt và kinh mạch. 10 tầng võ đạo, 3 tầng đầu luyện gân cốt, luyện kinh mạch, 3 tầng giữa luyện huyết nhục, luyện ngũ tạng, 3 tầng cuối đả thông kinh mạch, hóa cốt, hoán tủy, bước vào tầng 10 đỉnh phong. Mỗi 3 tầng được gọi là một khảm, nhưng hôm nay ở bảo địa phong thủy này, Lâm Nhất cảm nhận được có chút không tầm thường. Tốc độ tu luyện thuần dương công trước đây chậm chạp, lúc này lại tiến triển thần tốc. Kinh mạch vốn tắc nghẽn không thông dưới sự kích động của nội kình khổng lồ, dường như không hề dừng lại. Tu vi của hắn đang nhanh chóng tăng cao.
Vẫn duy trì nội tâm bình tĩnh, Lâm Nhất chưa rơi vào trạng thái ham mê điên cuồng. Tu luyện võ đạo, từng giờ từng phút đều phải hết sức thận trọng. Nếu như xảy ra chỉ một bất cẩn nhỏ thôi, không khống chế được nội kình thì rất có khả năng sẽ tổn thương đến kinh mạch. Đến lúc đó, nhẹ thì kinh mạch tổn thượng, nặng thì hủy bỏ tu vi. Vui quá hóa buồn, cũng chỉ trong một ý niệm mà thôi. Sau khi vận chuyển thuần dương công mấy vòng lớn, thu nội kình trở về ngưng tụ tại đan điền thành một luồng khí xoáy màu vàng. Thuần dương công, thành công đột phá đến tầng thứ hai rồi. Lâm Nhất không vui không buồn, tiếp tục tận dụng linh khí nồng đậm ở bảo địa phong thủy này để tu luyện thuần dương công tầng thứ hai. Không thể phủ nhận, tầng thứ hai và tầng thứ nhất của thuần dương công quả là cách biệt một trời một vực. Tốc độ hấp thụ linh khí xung quanh cũng trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi. Phá! Sau hai canh giờ, Lâm Nhất đột nhiên mở to hai mắt, sắc mặt toát lên niềm vui mừng. Kinh mạch trong cơ thể đã hoàn toàn đả thông không sót cái nào. Tu vi võ đạo thành công đột phá được nút cổ chai tầng 3, tấn thăng lên tầng 4. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nội kình chuyển động trong kinh mạch cô đọng hơn trước gấp mấy lần, thì triển ra cũng thuận buồm xuôi gió hơn, không gặp trở ngại nào. E là ở trong Thanh Vân Môn cũng không có được bảo địa phong thủy tốt như thế này, hôm nay coi như ta đã gặp vận may lớn rồi. Tu vi và công pháp cùng lúc đột phá, Lâm Nhất không giấu nổi vẻ vui mừng trên gương mặt. Rầm rầm. Đúng lúc này, dao động linh khí đất trời trong bảo địa phong thủy đột nhiên xoay tròn. Linh khí đất trời nồng đậm không ngừng cô đặc, mắt thường cũng có thể thấy được linh quang nhàn nhạt. Đây là... Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi. Chỉ thấy quả dại trông chẳng có gì đặc biệt trong đám cây cỏ phía trước đang cố gắng hấp thu linh khí đất trời. Nhất thời, hắn bừng tỉnh ra. Chẳng trách linh khí ở đây lại nồng đậm như vậy, hóa ra là có thiên tài bảo vật sinh ra, nhìn tình hình thì quả dại này dường như đã đạt đến khắc cuối cùng của quả linh rồi. Siêu. Đúng trong lúc linh khí đất trời đang bị quả dại cố sức hấp thu thì một đạo thân ảnh thế như sấm sét. Lóe lên một cái rồi ngoằm tròn quả dại đang tỏa sáng vào miệng. Nhìn kỹ lại thì rõ ràng là một con cư sĩ hổ. Cư sĩ hổ, hung thú có thực lực võ đạo tầng 4 ở dãy Hoàng Vân, mạnh hơn một cảnh giới so với Thiết Trảo Lang. Lâm Nhất trước kia mà trông thấy cư sĩ hổ từ xa là đã phải quay đầu chạy mất dép. Cách biệt cảnh giới rõ ràng như vậy, sau khi bị phát hiện thì tuyệt đối chỉ có con đường chết. Giống. Cư sĩ hổ sau khi nuốt tròn quả linh thì ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất, hai mắt lóe ra huyết quang nhàn nhạt. Một cỗ hàn khí lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể khiến Lâm Nhất không kiềm chế được mà hơi run lên. Yêu khí. Lâm Nhất trong lòng kinh hãi, cảm giác đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi. Đây là một con cư sĩ hổ sắp tiến hóa thành yêu thú. Sự hoảng sợ trước nay chưa từng có chiếm đầy tâm trí, ảo não như thủy triều dâng lên. Chương 16, đấu với hổ. Không nên tham linh quả đó, sau khi đột phá cảnh giới công pháp thì hắn nên nhanh chóng rời khỏi đây. Đáng ghét, không cử động được rồi. Lâm Nhất hoảng hốt phát hiện ra, sau khi bị con cư sĩ hổ này theo dõi thì tay chân hắn đã không còn nghe theo ý mình nữa, cứ như thể bị mềm nhũn ra vậy. Hắn lập tức hiểu ra, chuyện này là do cơ thể phàm tục gây ra, là sự hoảng sợ theo bản năng khi gặp phải nguy hiểm. Cư sĩ hổ nhai linh quả, vừa trầm giọng gào rú vừa tiến từng bước về phía Lâm Nhất. Sự kinh hãi bao trùm khắp cơ thể hắn, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống. Lúc này, Lâm Nhất chưa bao giờ cảm thấy cái chết lại gần mình đến thế, trong lòng tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Mới đây, hắn còn chìm đắm trong niềm vui khi đột phá được cảnh giới, nhưng hiện tại, hắn lại chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Không được, mình không thể chết ở đây được. Không thể nào chấp nhận một cái chết nhục nhã như vậy. Dù cho có chết, mình cũng phải bắt cư sĩ hổ trả giá. Người sống trên đời sao có thể giống như nhánh lục bình, mặc cho số phận đưa đẩy được. Lâm Nhất cắn chặt răng, không ngừng la hét trong lòng, hắn phải rút kiếm, hắn phải làm cho tay chân không nghe theo lời của mình cử động lại. Gào. Cư sĩ hổ tiến lại gần từng bước, nó giận dữ gầm lên một tiếng rồi đột ngột nhào qua. Bóng đen to lớn che lấp toàn bộ Lâm Nhất. Lúc cái chết thật sự đến trước mặt, Lâm Nhất lại bất ngờ phát hiện ra bản thân cũng không quá sợ hãi, mà ngược lại hắn còn cảm thấy bình tĩnh. Cũng chính vào giây phút hắn bình tĩnh lại. Dường như tay chân không thể cử động dù cho mình có dùng sức thế nào đi nữa vào lúc nãy, đã có thể cử động. Mãnh hổ trong lòng khẽ ngửi tường vi. Đột nhiên trong đầu hắn lại xuất hiện câu nói đó. Hắn nhớ lại con hổ dữ trong bức tranh thần bí mà mình đã nhìn thấy trước đây. Rút kiếm.
Lâm Nhất không kịp nghĩ quá nhiều, hắn rút kiếm ra, vung về phía con thú dữ đang xông về phía mình. Bụp, thanh kiếm dài mang theo nội lực đã bị móng vuốt của cứ dị hổ hất văng. Sự chênh lệch về sức mạnh đã được thể hiện quá rõ ràng. Nhưng nói cho cùng thì kiếm đó cũng cản được cứ dị hổ một lúc, kéo Lâm Nhất trở về lại từ quỷ môn quan. Lâm Nhất không chần chừ thêm, hắn lộn vòng trên đất, né cú tấn công chí mạng của cứ dị hổ. Một cái cây lớn phải hai người mới ôm hết, lại dễ dàng gãy đổ dưới cú tấn công đó của cứ dị hổ. Lâm Nhất hít ngược vào trong một hơi, tinh thần cực kỳ căng thẳng. Lúc này hắn đã không còn đường lui nào nữa rồi. Cứ dị hổ vồ không trúng thì lập tức trở nên nóng nảy, nó quay người, tiếp tục xông về phía Lâm Nhất. Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy thanh kiếm cũ đã cắm lên thân cây cách đó hơn 100 mét, tạm thời không dùng được nữa. Lâm Nhất hạ quyết tâm, dùng mãnh hổ quyền đại thành đánh trực diện với cứ dị hổ yêu hóa kia. Bụp! Quyền và vuốt hổ va vào nhau, Lâm Nhất bay ngược về sau 10 mét. Sau khi rơi xuống đất thì khí huyết toàn thân cuộn trào lên, hắn lại lùi về sau thêm 3 bước. Nhưng vẻ mặt của Lâm Nhất lại lộ nét vui mừng. Dùng nội lực được chuyển hóa từ thuần dương công để vận dụng mãnh hổ quyền đại thành thì về mặt sức mạnh, hắn vẫn còn có thể chiến đấu với cứ dị hổ. Đúng như dự đoán của hắn, cục diện vừa đánh đã bại không hề xảy ra. Nghĩ lại thấy cũng đúng, thuần dương công nổi tiếng bởi hiệu quả ngưng tụ nội lực thâm hậu, khi kết hợp với mãnh hổ quyền đại thành thì sao có thể yếu kém được. Quan trọng nhất là, cảnh giới bây giờ của hắn đã là võ đạo tầng 4. Trận chiến đấu ác liệt giữa người và hổ diễn ra. Trong hoàn cảnh cực kỳ áp lực, Lâm Nhất đã dốc hết sức, phát huy năng lực vượt xa bình thường. Uy lực đáng sợ của mãnh hổ quyền đại thành được phát huy một cách tinh tế dưới bàn tay của hắn. Thần thái của con mãnh hổ trong bức tranh thần bí không ngừng hiện lên trong đầu hắn càng giúp hắn dần dần loại bỏ được yêu khí toát ra từ trên người đối phương. Bụp, bụp, bụp. Trong cơn run rẩy, Lâm Nhất dường như cảm nhận được mãnh hổ quyền trong tay mình đang không ngừng tinh tiến. Dường như hắn có dấu hiệu sắp đột phá đại thành, đạt đến cấp đỉnh phong viên mãn. Từ lúc chật vật phòng thủ lúc ban đầu, dần dần hắn đã có thể vừa phòng thủ vừa tấn công. Mỗi một đấm nện lên người cứ dị hổ đều khiến nó phải đau đớn gào lên, rõ ràng là uy lực không hề nhỏ. Hắn như vua của loài hổ, thế lực bộc phát ra đang từ từ hạ gục cứ dị hổ đó. Lâm Nhất đã hoàn toàn khơi thông được sức mạnh, hắn nhắm chuẩn cơ hội, di chuyển chân, thi triển chiêu mãnh hổ quyền chí mạng. Hắn lùi về sau, cong người, khom lưng rồi sử dụng hổ khiếu sơn lâm. Trong tiếng hét giận dữ, các khớp ngón tay phát ra âm thanh lớn bất ngờ, Lâm Nhất xuất quyền. Cơ thể to lớn của cứ dị hổ đã bị cú đấm đó của Lâm Nhất đấm bay ra xa. Lần đầu tiên Lâm Nhất đánh lùi được đối thủ trước sự đuổi đánh không ngừng của cứ dị hổ. Mãnh hổ hạ sơn. Lâm Nhất thừa thắng xông lên, hắn tung người lên, hóa thân thành vua hổ trên núi. Phù, Lâm Nhất lại tung ra một đấm nữa, mang theo gió bão cuồn cuộn nện lên thân cứ dị hổ vừa mới cố gượng dậy lại. Lâm Nhất vừa ra đấm đó thì liền cảm giác thấy dường như máu cả người mình đang cháy lên. Có một luồng máu nóng đang chảy khắp lồng ngực, càng lúc càng cuộn trào hơn. Bách thú triều bái. Lâm Nhất không hề do dự, hét lớn lên và đánh ra chiêu mạnh nhất của mãnh hổ quyền khi lồng ngực đang tràn đầy máu nóng. Khi đấm đó được đánh ra, ánh sáng quyền của Lâm Nhất như một thanh kiếm sắc được rút ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng. Cứ dị hổ đã chao đảo, nhìn thấy bóng Lâm Nhất nhào đến thì ánh mắt liền xuất hiện vẻ kinh hoàng đến tột độ. Trong mắt nó, Lâm Nhất đang nhào qua không phải là một con mãnh hổ mà là một thanh kiếm dài sắc nhọn. Quyền như kiếm, gào thét trong gió, bách thú triều bái. Cùng với tiếng hét giận dữ trong cuồng phong, nắm đấm cuối cùng đánh trúng đích. Cứ dị hổ gầm lên một tiếng đau đớn rồi không thể bò dậy được nữa. Chương 17, Sư Huynh, Kiếm của Huynh. Cứ dị hổ bị bách thú triều bái đánh trúng đầu thì ngã xuống, chết ngay lập tức. Lâm Nhất cảm thấy cả người nhẹ nhõm, sảng khoái vô cùng, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra hơi ngạc nhiên. Lúc hắn lén luyện tập cũng từng thi triển bách thú triều bái. Nhưng hôm nay, chiêu bách thú triều bái này lại khiến hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Rõ ràng nó là một bộ quyền pháp dũng mãnh. Nhưng cuối cùng, khi thi triển, hắn lại cảm thấy chiêu mình xuất ra không phải là nắm đấm mà như một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Quyền pháp, kiếm pháp, là do bức tranh đó sao? Bức tranh thần bí có ghi chú mãnh hổ trong lòng người tường vi. Trong lúc đang mơ hồ,
Lâm Nhất cảm thấy mãnh hổ quyền mà mình luyện tập đã có sự khác biệt rất lớn với bản gốc quyền pháp đó. Muốn làm rõ sự kỳ diệu bên trong thì sau khi trở về, hắn phải nghiên cứu thêm về bức tranh đó. Nghĩ kỹ lại thì càng thấy con hổ giữ trong bức tranh đó cũng rất thần bí. Đối mặt với cư sĩ hổ đã sinh ra yêu khí, vốn dĩ hắn không có bất cứ cơ hội thắng lợi nào, nếu không phải hình ảnh của con mãnh hổ đó xuất hiện trong đầu hắn. Giúp hắn đánh tan yêu khí của cư sĩ hổ trong vô hình thì hắn có thắng được hay không, khó mà nói. Đột nhiên, có một luồng sáng vụt qua rồi biến mất ngay. Lâm Nhất nhạy bén đuổi theo luồng sáng đó, hắn quay lại nhìn thì thấy có ánh sáng yếu ớt lóe lên từ trong lồng ngực của cư sĩ hổ. Nội đan. Nội đan chỉ được sinh ra trong cơ thể của yêu thú, hơn nữa không phải yêu thú nào cũng có. Nhưng chỉ cần sinh ra nội đan thì yêu thú sẽ có thể vượt qua giới hạn của bản thân, có thể không ngừng bứt phá giống như người luyện võ. Chẳng hạn như cư sĩ hổ, nó có lớn mạnh thế nào thì cũng chỉ tiến gần đến thực lực võ đạo tầng 5. Nhưng nếu như nó sinh ra nội đan thì sẽ vô cùng lợi hại, có thể đột phá được tầng 5, tầng 6, thậm chí là cảnh giới võ đạo tầng 10. Lâm Nhất hít ngược một hơi vào trong rồi nói với giọng nặng nề, nếu như hôm nay mình không giết chết con cư sĩ hổ đó thì rất có khả năng một ngày nào đó, một yêu vương sẽ được sinh ra trong dãy núi Hoàng Vân này. Có lẽ vì cư sĩ hổ đã nuốt linh quả đó nên mới có cơ hội sinh ra được nội đan hiếm thấy. Thịch, thịch, thịch. Lâm Nhất không kiềm chế được, tim cứ đập lên thình thịch. Dù cho chỉ là một viên nội đan của một con bán yêu thú nhưng giá trị của viên nội đan này là không thể định lượng được. So với viên nội đan này thì số nguyên liệu từ yêu thú thu được trong 3 ngày trước đó đều không đáng một xu. Lâm Nhất không có thời gian để nghĩ thêm nhiều, hắn rút dao găm, mổ ngực cư sĩ hổ và lấy viên nội đan ra. Sau khi nội đan rời khỏi cơ thể thì ánh sáng đó liền biến mất, trông nó có vẻ khá bình thường. Nhưng khi Lâm Nhất nắm nó trong tay thì có thể cảm nhận rất rõ linh lực dồi dào chứa đựng bên trong. Lâm Nhất cẩn thận cất kỹ viên nội đan xong thì không vội xử lý xác của cư sĩ hổ. Hắn đến trước cái cây cách đó hơn 100 mét, liếc nhìn thanh kiếm cũ đang cắm bên trên, mặt lộ vẻ xấu hổ. Là một người luyện kiếm, đến cả kiếm cũng nắm không chắc thì đó là sự sỉ nhục lớn nhất. Thình thịch, thình thịch. Lâm Nhất vừa mới đút kiếm vào vỏ lại thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp. Hắn nghe tiếng bước chân thì biết là có rất nhiều người đang đến. Nghĩ đến việc mình đang giấu nội đan trước ngực, Lâm Nhất thầm thấy có chuyện chẳng lành, nếu như bị người ta phát hiện ra thì xong đời. Soạt. Lâm Nhất vẫn chưa có hành động gì thì đám người kia đã nhanh chóng chạy đến, tất cả đều mặc đồ của Thanh Vân Môn. Lâm Nhất lén quan sát thì phát hiện mình hơi có ấn tượng với tên cầm đầu. Hắn đã nhớ ra rồi, đó là đệ tử ngoại môn Trần Tiêu, trước đây còn từng bảo Lâm Nhất bảo dưỡng kiếm cho hắn ta. Đúng thật là yêu thú, nhìn vết dao trên xác, lẽ nào có nội đan sao? Trần Tiêu rất tinh mắt. Chỉ từ vết dao mổ của Lâm Nhất là hắn ta đã có thể phán đoán được cư sĩ hổ có nội đan. Nhưng chuyện khiến Lâm Nhất cảm thấy hơi bất ngờ là sau khi đám người này đến, họ chỉ liếc sơ Lâm Nhất rồi không còn để ý đến hắn nữa. Trần Tiêu quan sát xung quanh một lượt rồi lên tiếng nói, xem ra người đó bị thương không nhẹ, sau khi lấy nội đan đi thì đến cả xác con yêu thú quý giá thế này cũng không cần đến nữa. Trần Sư Huynh, có cần đuổi theo không? Không có nhiều cơ hội đâu, để hỏi thăm trước đã. Trần Tiêu liếc mắt nhìn qua Lâm Nhất, cứ như lúc này mới nhìn thấy hắn, hắn ta nói thẳng, ngươi đến sớm, có nhìn thấy bóng người nào không hả? Lâm Nhất hơi ngây người nhưng sau đó đã nhanh chóng hiểu ra. Thì ra cái tên Trần Tiêu chưa từng có ý nghĩ người giết chết yêu thú chính là hắn. Cũng đúng, trong mắt đối phương, hắn chỉ là một kiếm nô, sao có thể là đối thủ của cư sĩ hổ được chứ? Trước khi giao đấu, Lâm Nhất cũng không ngờ mình có thể giết chết được cư sĩ hổ. Không thấy. Lâm Nhất bình tĩnh trả lời lại, vẻ mặt không chút nào hoảng loạn. Đồ vô dụng, cút đi. Trần Tiêu thấy Lâm Nhất không có giá trị, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ, phất tay rồi quát lớn đuổi đi. Lâm Nhất cầu còn không được nữa là, chỉ mình Trần Tiêu thôi cũng đã có tu vi võ đạo tầng 5 rồi, những người khác thấp nhất cũng có tu vi võ đạo tầng 4. Với sức của một mình hắn thì không thể nào đánh thắng được đám người đó. Đợi đã. Lâm Nhất mới đi được hai bước thì Trần Tiêu đã gọi giật ngược, vứt thanh kiếm trong tay qua cho hắn. Phụp. Vỏ kiếm cắm chặt dưới mặt đất, thân kiếm hơi rung lên. Trần Tiêu không khách sáo, nói, đến sớm không bằng đến kịp lúc, ở đó bảo dưỡng lại kiếm cho ta đi, để ta đỡ phải mắc công đến tẩy kiếm các một chuyến. Xin lỗi,
Tôi đã không còn là kiếm nô nữa rồi, mong Trần sư huynh thông cảm. Chương 18, Trần Tiêu nổi giận. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta sẽ không để ngươi phí công vô ích, lát nữa, sẽ chia cho ngươi một phần thi thể của yêu thú. Lâm Nhất thầm giận dữ, con cứ sỉ hổ này vốn là do hắn giết, vì lẽ đó, toàn bộ vật phẩm trên người nó vốn nên thuộc về hắn, vậy mà tên Trần Tiêu này đúng là ức hiếp người quá đáng. Ha ha, tên kiếm nô này lại dám nổi nóng với chúng ta, sư huynh, có muốn đánh hắn một trận không? Lúc trước, ở phòng tẩy kiếm, hắn chỉ là một thằng ất ơ, giờ lại thật sự trở mình rồi ư. Ha ha, ta dám đánh cược, nếu như đây là bội kiếm của Tô Hàm Nguyệt, tên tiểu tử này chắc chắn sẽ hấp tấp quỳ xuống mà liếm. Ha 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 ha. Trong tông môn, không ai không biết chuyện chủ nhân cũ của thân thể này thầm mến Tô Hàm Nguyệt, lúc này, có người đem chuyện đó ra chế giễu. Cho đến nay, đây vẫn là trò cười lớn nhất trong tông môn. Nhắc đến Tô Hàm Nguyệt, mọi người đều ăn ý bật cười khoái chí. Trần Tiêu chế nhạo, Lâm Nhất, nghe lời một chút, sư huynh cũng không phải người thích ức hiếp kẻ khác. Nếu ta đánh ngươi, việc này truyền ra ngoài, sẽ làm xấu đi thanh danh của ta. Hay là thế này, ngươi bảo dưỡng bội kiếm cho sư huynh, ngày sau, nếu có gặp Tô sư tỷ, ta sẽ giúp ngươi nói tốt vài câu. Ha ha ha. Mọi người cười ầm lên. Lâm Nhất thờ ơ nhìn từng khuôn mặt đang cười nhạo mình. Đột nhiên, một ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn. Lâm Nhất tiến lên hai bước, boang một tiếng, rút bội kiếm của Trần Tiêu ra. Xoẹt xoẹt. Thân kiếm rung rung, mùi máu tươi lan ra. Thanh kiếm này rộng bằng hai ngón tay, trên bề mặt lưu ly có hoa văn hình mây như đang gợn sóng, có thể thấy được đây là một món tinh phẩm đã trải qua nhiều lần mài giũa. Lỗ hồng trên lưỡi kiếm hẳn là vết tích để lại sau mấy ngày giao tranh. Tuy nhiên, nó vẫn không che giấu được sự sắc bén của thanh kiếm này. Chợt, có tia sáng lạnh lóe lên khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Kiếm tốt. Thanh kiếm này tốt hơn gấp mấy lần so với kiếm thanh cương do tông môn phân phát, chưa phải huyền khí nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cẩn thận một chút, thanh kiếm này của ta vô cùng quý giá, ta đã phải bỏ ra hơn nửa năm tiền tích góp, vất vả lắm mới có được đấy. Nói đến bội kiếm của mình, Trần Tiêu lộ vẻ đắc ý, hai mắt sáng lấp lánh. Răng rắc. Còn chưa nói xong, thanh kiếm trong tay Lâm Nhất đột nhiên nứt ra, sau đó vỡ thành từng mảnh. Nét cười trên mặt Trần Tiêu lập tức cứng lại, hắn có cảm giác như trong tim bị khoét mất một khối thịt, đau đến mức không nói nên lời. Những đệ tử ngoại môn khác đồng loạt trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn. Quả nhiên, chuyện làm gãy ba thanh kiếm trong binh khí các không phải là ngẫu nhiên. Sư huynh, xem ra ngươi đã bỏ ra nửa năm tiền tích góp để mua một thanh kiếm giả rồi. Lâm Nhất nắm chuôi kiếm trụi lùi, tỏ vẻ đáng tiếc, nói một cách chân thành. Vân, văn, kiếm của ta. Trần Tiêu thở hổn hển nói, hai mắt hắn ta đỏ bừng, môi run run, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Nhất. Đối với hắn ta, thanh kiếm này chẳng khác nào người tình trong lòng. Vì để có tiền mua thanh vân văn kiếm này, hắn đã phải tích góp hơn nửa năm. Tính ra, hắn ta chỉ vừa có được thanh kiếm này không đến nửa tháng. Vậy mà hiện tại, nó lại tự dưng vỡ nát trong tay Lâm Nhất, có thể tưởng tượng được hắn ta đau đớn thế nào. Ta giết ngươi, tên kiếm nô kia. Trần Tiêu giận không thể tả, hắn ta bước từng bước về phía Lâm Nhất, khí thế võ đạo tầng 5 như cuồng phong ập đến. Lâm Nhất thầm lo lắng, thực lực của Trần Tiêu quả nhiên không phải chuyện đùa. Với khí thế của hắn ta, e là đã đến tầng 5 đỉnh phong, cách võ đạo tầng 6 chỉ còn một bước ngắn. Tuy nhiên, hắn không sợ mà bắt đầu đếm thầm. Rào. Lúc đếm đến ba, một tiếng giống thảm thiết vang lên từ đằng xa, kéo theo đó là một luồng yêu khí dày đặc, yêu khí biến hóa thành cuồng phong, không ngừng tàn phá những gốc cổ thụ ở bốn phía. Yêu thú. Trần Tiêu và đám đệ tử ngoại môn lập tức biến sắc, nhìn luồng yêu khí dày đặc kia, chắc chắn đó là yêu thú. Đáng chết. Nhất định là do thi thể của cứ sỉ hổ đã dẫn dụ yêu thú khác mò đến, vì đối với chúng, đây vốn là thứ đại bổ. Tất cả là do tên kiếm nô này, chẳng những phá hủy bảo kiếm của hắn ta, còn khiến hắn ta bị chậm trễ thời gian, không kịp lấy đi thi thể của cứ sỉ hổ. Tên kiếm nô kia, hôm nay ta tạm thời bỏ qua cho ngươi. Sau khi bỏ lại một câu, Trần Tiêu cuống quýt bỏ chạy, hắn ta không dám mạo hiểm tính mạng của mình để đối chiến với yêu thú. Sư huynh, kiếm của ngươi này. Lâm Nhất duỗi tay, ném chuôi kiếm trụi lũi về phía Trần Tiêu. Trần Tiêu theo bản năng duỗi tay ra chụp lấy, nhìn thanh kiếm trong tay, hắn ta tức đến mức máu sông lên não, suýt nữa ngã nhào.
Trong cơn giận dữ, Trần Tiêu định quay đầu lại, nhưng lý trí đã kịp thời ngăn cản bước. Chương 19, Chu Bình xin trợ giúp. Đáng tiếc. Nhìn Trần Tiêu tức đến mức thở không ra hơi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi, Lâm Nhất thầm nuối tiếc. Nếu như hắn ta xông đến, hắn có thể lợi dụng yêu thú để giải quyết cái tên phiền toái này. Quay đầu lại, từng luồng gió yêu đập vào mặt. Yêu thú bị thi thể của cứ sĩ hổ hấp dẫn sắp đuổi đến. Lâm Nhất không chút do dự, hắn chọn một con đường khác, cầm lấy cái túi đã giấu kỹ trước đó. 3 ngày sau, trong trấn nhỏ dưới chân núi Thanh Vân Môn, Lâm Nhất xuất hiện tại cửa hàng đông đúc nhất. Trấn nhỏ có tên là trấn Thanh Vân, được xây dựng dựa vào núi, những cửa hàng trong trấn phần lớn trao đổi buôn bán với đệ tử của Thanh Vân Môn. Người ra vào cửa hàng rất đông, hầu hết đều là đệ tử trong tông môn và một số võ giả ở khu vực gần đó. Bước đến trước quầy, Lâm Nhất đặt cái túi chứa vật phẩm lấy được từ hung thú lên. Trưởng quầy là một ông lão có thái độ điềm tĩnh, ông ta mở cái túi ra, thuần thục kiểm kê những vật phẩm bên trong. Thỉnh thoảng, ông ta lại liếc nhìn Lâm Nhất, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Nhiều tài liệu hung thú như vậy lại chỉ do một người kiếm được, quả thực có hơi hiếm thấy. Trong số đó còn có móng vuốt của thiết trảo lang, đây là loài yêu thú có tập tính quần cư, rất nổi danh, một mình đụng phải chúng, e là khó đối phó. Móng vuốt của thiết trảo lang có giá trị 3.000 lượng, tấm da hổ này khá là nguyên vẹn, ta cho ngươi 2.000 lượng, sừng phong ngưu loại thường trị giá 900 lượng, mấy thứ lặt vặt khác ta gom lại, trả cho ngươi 1.500 lượng, ngươi thấy thế nào? Trưởng quầy làm việc rất chuyên nghiệp, sau khi kiểm kê xong xuôi, ông ta lập tức báo giá. Lâm Nhất gật đầu, đưa ta 500 lượng, số còn lại ta dùng để mua đan dược. Được. Nghe hắn nói vậy, trưởng quầy lập tức nở nụ cười, thầm nghĩ vụ làm ăn này rất có lợi, ông ta trầm giọng nói, ngươi cần loại đan dược nào? Đan dược ở chỗ ta tuy rằng không bằng đan dược do tông môn của ngươi luyện chế, nhưng chất lượng cũng không thua kém bao nhiêu, cam đoan sẽ khiến ngươi hài lòng. Ngày 15 hàng tháng, tông môn sẽ phân phát tài nguyên, mỗi người sẽ nhận được ngân lượng và đan dược dựa trên tu vi, tuy nhiên, những thứ này còn lâu mới đủ để tu luyện. Trừ phi ngươi là đệ tử nội môn, hoặc là đệ tử đứng đầu bảng xếp hạng thì mới có thêm đãi ngộ. Mời xem qua danh sách. Trưởng quầy ném cho Lâm Nhất một bảng danh sách được ghi chép dày đặc, trong đó có đầy đủ tên và công dụng của rất nhiều loại đan dược. Lâm Nhất khẽ lắc đầu, đan dược đắt đến đáng sợ, xem ra, 7.000 lượng của hắn cũng chẳng thấm vào đâu. Có rất nhiều loại đan dược, chỉ một viên thôi đã có giá cả 1.000 lượng bạc, trong khi chất lượng chỉ ở mức trung bình. 2 viên dưỡng thân đan, 2 viên bồi nguyên đan, thêm 1 lọ tôi thể dịch. Gần 7.000 lượng bạc trắng chỉ đổi được 4 viên đan dược, 1 lọ nước thuốc giá rẻ. Khác với võ đạo tầng 3 tu luyện kinh mạch, võ đạo tầng 4 chú trọng rèn luyện cơ bắp toàn thân, nếu có được tôi thể đan, vậy chẳng khác nào làm chơi ăn thật. Tiếc là 1 viên tôi thể đan có giá lên đến 1.000.000 lượng bạc, thế nên, hắn đành phải từ bỏ, lựa chọn tôi thể dịch. Dưỡng thân đan là đan dược căn bản, có càng nhiều càng tốt, nó có tác dụng với mỗi một tầng trong 10 tầng võ đạo, tuy nhiên càng về sau tác dụng càng ít đi. Bồi nguyên đan dùng để cô đọng nội kình. Nhìn danh sách đan dược do trưởng quầy đưa đến, rốt cuộc Lâm Nhất cũng hiểu vì sao những người trong tông môn luôn thích dùng Tô Hàm Nguyệt để châm chọc hắn. Có lẽ hơn phân nửa là vì ghen ghét, bởi lẽ phần thưởng của Tô Hàm Nguyệt quả thực có giá trị xa xỉ. Tuy nhiên, thứ nên trả vẫn phải trả. Sau khi trở lại Thanh Vân Môn, Lâm Nhất lập tức bế quan. Chuyến đi đến dãy núi Hoàng Vân đã mang lại rất nhiều thu hoạch cho hắn, công pháp và cảnh giới đồng thời đột phá. Đột phá lớn như vậy trong khoảng thời gian ngắn đòi hỏi hắn phải gạt bỏ sự tự mãn, tập trung củng cố tu vi, đồng thời tiêu hóa hết số đan dược vừa mua được. Cùng lúc đó, mấy ngày trước, Chu Bình bị Lâm Nhất đánh gãy xương sườn, sau khi hồi phục, gã lập tức ngựa không dừng vó chạy về nhà mình. Ca, lần này huynh nhất định phải ra mặt giúp đệ, đệ quả thật không còn mặt mũi tiếp tục ở lại Thanh Vân Môn nữa rồi. Chu Bình bày ra vẻ mặt cầu xin, nói một cách đáng thương. Trong trận chiến tại Tông Vụ Đường, gã bị Lâm Nhất dùng 3 chiêu đánh gãy xương sườn, hệt như một con chó chết nằm rạp trên mặt đất. Chuyện này khiến gã trở thành trò cười lớn nhất trong hàng ngũ đệ tử ngoại môn, vì ngay cả một tên kiếm nô chuyên bám váy phụ nữ mà cũng đánh không lại. Cút. Chương 20, kiếm quang trong cuộn tranh. Chu Vân lạnh lùng nhìn gã, khinh thường nói. Tu vi của hắn ta đã đạt đến võ đạo tầng 7, trong mấy ngàn đệ tử ngoại môn tại Thanh Vân Môn. Thực lực xếp ở 10 thứ hạng đầu. 2 tháng nữa, trong cuộc thi giữa năm,
hắn ta nhất định phải có tên trong danh sách trở thành đệ tử nội môn. Vì lẽ đó, Chu Vân vốn không muốn để tâm đến tên đệ đệ vô dụng của mình, huống chi, bảo hắn ta giao chiến với một tên kiếm nô, lỡ như chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn hắn ta bằng ánh mắt thế nào. Ca, huynh giúp đệ đi, mấy hôm nay, ngay cả đám tạp dịch ở phòng tẩy kiếm cũng không thèm nghe lời đệ nữa rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng đệ sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Chu Bình không ngừng cầu khẩn, gần như muốn quỳ xuống van xin ca ca của mình. Trong mắt Chu Vân lóe lên tia chán ghét, hắn ta khẽ thở dài, lạnh lùng nói, đệ về trước đi, ta sẽ giúp đệ lần này, bất quá, chỉ duy nhất lần này mà thôi. Cảm ơn ca ca, cảm ơn ca ca. Nghe vậy, Chu Bình mừng ra mặt, hiển nhiên, gã không thê thảm như mình đã nói. Nhìn đệ đệ vô dụng của mình, Chu Vân cũng không biết làm gì hơn. Dù gì đây cũng là đệ đệ ruột thịt của hắn ta, Chu Vân suy tính trong chốc lát, cuối cùng đã nghĩ ra cách. Hắn ta không thể tự ra mặt xử lý việc này được, vì muốn tranh giành một suất trở thành đệ tử nội môn, cho nên trong khoảng thời gian này hắn ta không thể gây chuyện. Nhưng nếu tìm người giúp thì phải tiêu tốn đan dược. Giữa sườn núi Thanh Vân Môn, trong căn nhà gỗ của Lâm Nhất. Sau hai ngày trở về, Lâm Nhất đã luyện hóa một viên dưỡng thân đan và một viên bồi nguyên đan. Nhờ sự hỗ trợ của đan dược đã mang đến hiệu quả rõ rệt, hiện tại tu vi võ đạo tầng 4 của Lâm Nhất đã được củng cố vững chắc. Nhất là nội kình thuần dương công vốn dồi dào và mạnh mẽ, sau khi dùng bồi nguyên đan cô đọng, hiệu quả càng tốt hơn. Theo hắn thấy, dù có đụng phải đệ tử đạt đến võ đạo tầng 5 thì hắn cũng có thể chiếm được chút ưu thế nhờ vào nội kình. Tuy rằng thuần dương công tu luyện rất chậm, nhưng hiệu quả của nó tốt hơn nhiều so với những công pháp khác. Lâm Nhất đứng trước một cái bồn tắm cao hơn nửa thước. Hắn lấy tôi thể dịch ra, sau khi rót vào 1/3 thì đẩy nắp lại. Xèo xèo. Nước thuốc hòa vào nước, một lát sau liền có phản ứng, từng luồng hơi nóng bay lên. Nước suối trong veo đã hoàn toàn biến thành màu xanh lá tươi sáng, mùi thuốc lan ra. Lâm Nhất cởi y phục, bước vào bồn tắm, xoẹt, ngay lập tức, hắn có cảm giác châm chích nóng rực, tất cả nước thuốc thẩm thấu vào cơ thể đều được cơ bắp toàn thân hấp thu, dường như mỗi tế bào đang sống dậy, mang đến cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu. Sau 5 phút, cảm giác thân thể đang cường hóa mới dần dần giảm bớt. Lâm Nhất khẽ thở dài, rốt cuộc cũng chỉ là tôi thể dịch, nếu như là tôi thể đan, chắc hẳn tu vi của ta có thể tăng lên không ít. Xuyên qua làn hơi nước mờ ảo, ánh mắt Lâm Nhất hướng về phía cuộn tranh đặt trên bàn sách bên cạnh. Mãnh hổ trong lòng khẽ ngửi tường vi. Vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, rốt cuộc cuộn tranh này có lai lịch thế nào mà lại vô hình chung làm thay đổi mãnh hổ quyền của hắn. Nó đã khiến cho sát chiêu mạnh nhất trong mãnh hổ quyền bách thú triều bái vô tình đạt đến cảnh giới quyền kiếm hợp nhất. Lâm Nhất cẩn thận cầm lấy cuộn tranh, sau một hồi suy tư, hắn lại lần nữa mở nó ra. Giống như lúc trước, ngay khi cuộn tranh được mở ra, một đầu mãnh hổ hung hăng nhảy chồm ra. Dường như có tiếng giống giận vang lên bên tai, lại như cuồng phong ập đến, mang theo áp lực vô cùng nặng nề nhưng lại rất chân thực. Thế nhưng, sau một chuyến lịch luyện sinh tử, ý chí của Lâm Nhất đã sớm được tôi luyện, thêm vào đó hắn đã có kinh nghiệm chiến đấu với cứ sĩ hổ. Lâm Nhất của ngày hôm nay đã khác xưa. Mặc dù khi nắm cuộn tranh, tay vẫn còn run run nhưng hắn đã có thể đối diện với con hổ này, mặc kệ nó không ngừng đánh về phía mình. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 1 phút đồng hồ trôi qua. Thần vận của mãnh hổ không ngừng in dấu trong tim hắn, ngay khi hắn sắp đến giới hạn, trong mơ hồ, Lâm Nhất thấy được ánh kiếm xuất hiện trong cuộn tranh. Ánh kiếm lóe lên trong chớp mắt, Lâm Nhất lập tức không chịu nổi nữa, hắn vội vàng cuộn bức tranh lại. Thình thịch, trái tim không ngừng nảy lên trong lồng ngực, cứ như sắp nhảy vọt ra ngoài, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Lâm Nhất. Đó thật sự là kiếm quang, chỉ nhìn thoáng qua nhưng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm, khiến lông tóc trên người hắn dựng ngược, có cảm giác hoảng sợ cực độ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lâm Nhất nhìn về phía cuộn tranh, mở nó ra một lần nữa. Xuất hiện trong tầm mắt chỉ có mãnh hổ mang theo sát khí của muông thú sộc thẳng vào tim hắn. Lúc này, Lâm Nhất không còn thấy kiếm quang kia nữa. Có quá nhiều bí ẩn, chỉ tiếc hiện tại thực lực của ta không đủ, hy vọng một ngày nào đó có thể hiểu rõ tất cả. Lâm Nhất đặt cuộn tranh xuống, không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa. Nước trong bồn tắm đã trong suốt trở lại, toàn bộ tôi thể dịch đã được hắn hấp thu. Lâm Nhất đứng dậy lau sơ người. Sau đó mặc quần áo vào rồi cầm theo kiếm cũ đi ra khỏi nhà gỗ.
Rút kiếm ra, thuận thế triển khai lưu phong kiếm pháp, tự do tự tại như mây như gió. Suốt hai ngày không hoạt động gân cốt, giờ phút này, sau khi thi triển kiếm pháp, Lâm Nhất nhanh chóng đắm chìm trong đó. Tụ nước thành sông, tuôn trào như gió. Tự do thi triển cũng chính là ý nghĩa chân chính của kiếm pháp, lúc này, Lâm Nhất tựa như một dòng sông, gần như đạt đến cảnh giới người kiếm hợp nhất, tuôn trào như gió, quên đi tất cả. Sau khi thu kiếm, Lâm Nhất phun ra một ngụm trọc khí, khẽ nói kiếm pháp đã đạt đến tiểu thành, muốn tiến xa hơn nữa, có lẽ nên đến cơ quan đường xem thử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.